Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 63. Quân Nhàn gương mặt đó đã bị hiện trường tuyệt đại bộ phân người thấy được, ký giả cũng đều chụp được video cùng ảnh chụp, lúc này mới nhớ lấy tay ngăn trở khuôn mặt, đã là tới không kịp. Đặc biệt hôm nay tới tham gia, có rất nhiều đều vẫn là mộ danh mà đến, bây giờ thấy này tấm, xấu dạng, nhất thời có một loại cảm giác bị lường gạt. Dựa vào, trưởng xấu như vậy cũng không cảm thấy ngại đi ra làm nghệ nhân. Thực sự là sai, lão tử trả lại cho nàng thưởng không ít tiền, ngẫm lại liền không nỡ. Thật là ghê tởm, ta còn huyễn tưởng là một vị đại mỹ nữ, kết quả là một cái xấu bà tám, bị hủy, toàn bộ bị hủy, trong mộng của ta tình nhân bị hủy. Phiến tử, tên lường gạt. Những khách cũ kia tất cả đều đứng lên, hướng về phía Quân Nhàn lớn tiếng nhục mạ. Phiến tử, hai chữ không ngừng từ người xem trong miệng tán phát ra, các phóng viên không ngừng nhấn khoái môn kiện, sắp hiện ra tràng tình cảnh rối bời cho ghi chép xuống. Tuyệt đối là tin tức lớn. Mắng đã là khách khí, thậm chí cầm lấy trên bàn chén đũa hướng phía Quân Nhàn đập tới. Trong lúc nhất thời, Quân Nhàn như chuột chạy qua đường người người kêu đánh. A, à, Quân Nhàn ngồi chồm hổm dưới đất, chịu nhịn nàng vốn không nên chịu được nhục nhã. Lúc này, cừu trắng vọt ra, một bà liền tiếp nhận một cái ném tới trứng vịt muối, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, hai bước đi tới, đem trứng vịt muối nhét vào cái kia ném ra ngoài nhân trong miệng. Người này làm cái gì? Làm sao qua quýt? Không đợi những khách cũ kia nói xong, cừu trắng một quyền một cái, mấy giây liền đem 7-8 cái nhưng đồ vật khách hàng cho đánh ngất xỉu ở hiện trường. Hắn là thực sự nổi giận. Cừu trắng đối với Quân Nhàn mến mộ là phát ra từ đáy lòng. Mặc dù thấy được Quân Nhàn na xấu xí phân nửa bên phải khuôn mặt, hắn cũng không có quên ban đầu tâm, hắn sở mến mộ, là Quân Nhàn thanh âm, cùng với nàng đối với quốc phong nhiệt tình. Điểm này, vĩnh viễn sẽ không bởi vì dung nhan mà thay đổi. Dựa vào, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, phi, chắc là cậu hùng cứu xấu. Mấy anh em, giết chết hắn. Những khách cũ ỉ vào nhiều người, muốn chen nhau lên đem cừu trắng thu thập, kết quả không đợi bọn họ động thủ, phi kê liền mang theo một nhóm lớn người vọt vào, đêm này muốn gây chuyện khách hàng mỗi một người đều ấn đập lên mặt đất đánh no đòn. Trong nháy mắt, không ai còn dám nháo đằng. Cừu trắng đi tới muốn đỡ lên Quân Nhàn. Hắn vươn tay, Quân Nhàn, không sao, ta đưa ngươi đi về nghỉ. Không có việc gì. Tại sao sẽ không sao? Quân Nhàn một bả đẩy ra cừu trắng tay, khóc lao ra đại môn, biến mất ở trong biển người mênh mông. Đi lần này, chẳng biết lúc nào có thể tái kiến. Cừu trắng lòng đang quặn đau, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra sự tình dĩ nhiên sẽ biến thành bộ dáng này. 20 min sau, các đại trang tin tức khối đều đăng phong nhã các chuyện đã xảy ra, đồng thời đều ở đây dễ thấy nhất vị trí, đăng rồi Quân Nhàn, xấu miệng. Cái kia bị mọi người nâng lên trời thiên tử, chỉ có dùng một ngày không tới võ thuật, liền rơi xuống phàm trần. Té hy lý hoa lạp. Các đại truyền thông, trang web, trên diễn đàn, tràn đầy người xem nhục mạ tiếng. Nguyên lai là một xấu hàng, ta đã nói làm sao cả ngày mang cái mũ, lụa trắng, còn nói cái gì đẹp như thiên tiên, nhưng thật ra là so với chư bát giới còn khó hơn xem. Đây không phải là lừa gạt người tiêu thụ sao? Hơi quá đáng. Tiết mục này nên ngừng phát hình. Mọi người cùng nhau chống lại Triệu gia, không thể không nói, ở nơi này một khối, còn phải xem người Đàm gia. Ai, trong lòng ta nữ thần A, không đến một ngày sẽ phá hủy, về sau ta cũng sẽ không bao giờ tin tưởng trên TV này giả minh tinh, trời mới biết bọn họ đến tột cùng hình dạng thế nào. Đều là đóng gói đi ra. Trên Internet tiếng oán than dậy đất, trong hiện thực nước sôi lửa bỏng. Quân Nhàn trở thành truyền thông cùng khán giả đồng thời dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng, nàng, triệt để bị hủy. Đinh linh linh. Giang Sách nhận được đến từ Triệu Hải Nhân điện thoại của. Uy, Giang Sách tiếp thông điện thoại. Giang Sách, ngươi dở trò quỷ gì a? Vì sao Quân Nhàn đích thực diện mục sẽ bị vạch trần? Nhưng lại ở các đại truyền thông trang đầu để đưa tin. Xong, chúng ta tiết mục triệt để xong. Giang Sách không lời nào để nói. Lúc này đây, bọn họ quả thật bị đánh trở tay không kịp. Kỳ thực nói cho đúng đứng lên, Giang Sách bởi vì tôn trọng Quân Nhàn nguyên nhân,
chính hắn cũng không biết dưới khăn che mặt kia đích thực thật diện mục là dạng gì, cho nên căn bản không có làm xong phòng hộ chuẩn bị. Nào biết đâu rằng Đàm gia người sẽ như thế tâm cơ khó lường. Triệu Hải Nhân tiếp tục nói, quân nhàn đã thúi, phải đuổi ra khỏi, nếu như chỉ là đuổi ra khỏi quân nhàn đó còn dễ nói, sợ là sợ Đàm gia ở phía sau châm ngòi thổi gió, khiến cho toàn bộ tiết mục đều vàng rơi. Chúng ta trả tiền tài, thời gian, tinh lực liền toàn bộ lãng phí. Ai, đã nói đến nơi đây à, để ta suy nghĩ biện pháp một chút. Lạch cạch, Triệu Hải Nhân bên kia cúp điện thoại. Bên này, Cửu Trắng phẫn hận nói, tại sao muốn đuổi ra khỏi quân nhàn. Rõ ràng nàng mới là lớn nhất người bị hại. Sự nghiệp của nàng, tâm linh đều bị to lớn thương tích, chúng ta chẳng những không giúp nàng, còn muốn đuổi ra khỏi nàng. Ha ha, ân. Giang Sách chuyển động vài cái điện thoại di động. Nói rằng, đuổi ra khỏi cũng không nhất định là chuyện xấu, quân nhàn hiện nay ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, dùng, đuổi ra khỏi, phương thức tới xử lý lạnh, cho nàng đầy đủ nghỉ ngơi cùng thời gian khôi phục, vẫn có thể xem là một chuyện xấu. Hiện tại chúng ta phải làm, chính là nghĩ biện pháp vãn hồi quân nhàn danh dự. Như vậy, Cửu Trắng ngươi lập tức đi tìm đến quân nhàn, hỏi rõ trên mặt nàng vết thương rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nghĩ biện pháp đem nàng mang đi Hồng Hội hiệu thuốc. Cửu Trắng hỏi, thống suất, ngươi là muốn trợ giúp quân nhàn khôi phục dung mạo sao? Giang Sách gật đầu, tận lực thử một chút ra, coi như không thể hoàn toàn khôi phục, có thể khôi phục thất thất bát bát cũng tốt. Như vậy, danh dự của nàng là có thể vãn hồi không ít, cũng có thể để cho nàng tâm linh nhanh hơn khép lại. Ta hiểu được, Cửu Trắng lập tức đi ra ngoài, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm quân nhàn, khẳng định đem nàng mang đi Hồng Hội hiệu thuốc. Nhìn Cửu Trắng đi xa bóng lưng, Giang Sách khẽ thở dài một cái. Kỳ thực vừa mới Giang Sách cũng nhìn thấy quân nhàn gương mặt đó, nói thật, cơ bản không còn cách nào trị liệu. Gương mặt đó hiển nhiên là bị hỏa hoạn đốt thương. Hơn nữa, nhìn vết thương, cũng đã đi qua rất nhiều năm, là vết thương cũ năm xưa. Loại này lúc thời niên thiếu bị hỏa hoạn bỏng, không có đúng lúc xử lý tốt, đưa tới bộ mặt bị hao tổn, nhiều năm trước tới nay hình thành vết thương cũ. Nhưng thật ra là rất khó khôi phục. Hoặc có lẽ là, chính là không có biện pháp khôi phục. Giang Sách tuy là y thuật cao minh, nhưng hắn dù sao không phải là thần tiên, không có khả năng chuyện gì cũng có thể làm được. Hiện tại hắn duy nhất nỗ lực là, tận khả năng trợ giúp quân nhàn khôi phục một ít. Có thể khôi phục mấy thành là mấy thành. Phi Kê, đem những khách cũ kia đem thả đi. Nói xong, Giang Sách đi ra phòng nhã các đại môn. Mở ra xe của hắn chạy đi Hồng Hội hiệu thuốc. Trên đường, hắn cho Đừng Xanh Tùng bấm điện thoại. Giang tiên sinh, có chuyện gì không? Mạc lão bản, ta có nhất kiện chuyện trọng yếu cần tìm ngài hỗ trợ. Vừa lái xe, Giang Sách một bên đem quân nhàn tình huống cặn kẽ nói cho Đừng Xanh Tùng, cộng đồng tham thảo trị liệu phương án. Giang Sách rất nhanh thì đã tới Hồng Hội hiệu thuốc, cùng Mạc Thanh Tùng cùng nhau tham thảo trị liệu gương mặt phỏng có khả năng. Bọn họ đem Mạc gia lưu lại sách cổ lục soát một lần, cũng không có tìm được thích hợp phương pháp trị liệu, nếu như là vừa mới bỏng, vậy còn có rất nhiều trị liệu biện pháp. Nhưng bây giờ cũng không biết bỏng trải qua bao lâu, còn muốn trị liệu, độ khó khá lớn. Ở trên thiên sắp đen thời điểm, một chiếc xe dừng ở hiệu thuốc cửa, Cửu Trắng mang theo quân nhàn đi tới trong điếm. Quân nhàn vẫn là đội mũ, thật ngại quá lấy chân diện mục gặp người. Hiệu thuốc cửa đóng lại. Phòng ngừa có người chụp lén. Giang Sách mang theo quân nhàn tiến nhập buồng trong, an bài nàng ngồi xuống, sau đó nói, quân nhàn, chúng ta đều muốn giúp ngươi khôi phục dung nhan, vãn hồi danh dự, xin ngươi tin tưởng chúng ta. Quân nhàn gật đầu, Giang Đồng, ta minh bạch tâm ý của các ngươi. Ân, na, mời lấy mũ xuống, để cho chúng ta kiểm tra một chút thương thế của ngươi. Quân nhàn trầm mặc khoảng khắc. Cuối cùng. Nàng dùng tay run rẩy đem mũ đem hái xuống, Mạc Thanh Tùng, Đừng Nguyên, Cửu Trắng đám người, đều thấy rõ quân nhàn vết sẹo trên mặt. Trên cơ bản phân nửa bên phải khuôn mặt đều là vết sẹo, thật là xấu xí. Giang Sách cùng Mạc Thanh Tùng hai người cẩn thận kiểm tra. Trong lúc, Giang Sách dò hỏi, có thể nói vừa nói là thế nào phỏng sao? Quân nhàn gật đầu, nói rằng, đó là hơn 10 năm trước sự tình rồi, khi đó ta còn nhỏ. Cùng ba mẹ cùng nhau sinh hoạt. Có một ngày ba uống say mềm,
luôn miệng nói cái gì sống không nổi nữa, liền đem cửa sổ đều khóa trái, ở nhà thả một cây đuốc. Ba ba rất nhanh thì bị chết cháy rồi, mà mụ mụ vì bảo hộ ta, tình nguyện dùng thân thể ngăn trở hỏa thế cũng không muốn để cho ta bị thương tổn. Sau lại, cháy xông vào đem ta cứu đi ra ngoài, mà mụ mụ đã bị chết cháy. Ta phải khuôn mặt chính là tại nơi chàng trong hỏa hoạn bị phỏng, lúc đó bởi vì trong nhà nghèo, không có tiến hành rất tốt chữa bệnh trị hết, cho nên mới để lại như vậy vết sẹo. Nghe xong, trong phòng người cố gắng thương cảm. Không nghĩ tới cái thanh âm này ôn nhu nữ sinh, cư nhiên sẽ có thê lương như vậy lúc nhỏ. Ba mẹ nàng đều bị chết cháy rồi, chính mình còn bị thiêu hủy nửa bên mặt, cứ như vậy còn có thể ngoan cường còn sống, còn không có đối với sinh hoạt mất đi hy vọng, đã phi thường đáng quý. Người bình thường gặp phải nàng tình huống như vậy, không phải tự sát chính là ở đần độn chung vượt qua trọn đời. Thương cảm, đáng tiếc, thật đáng buồn. Giang Sách thuận miệng hỏi một câu, ba ba ngươi lúc đó chuyện gì xảy ra? Tại sao phải bị buộc tự sát, thậm chí còn muốn mang theo lão bà nữ nhi cùng chết? Quân Nhàn lắc đầu, ta lúc đó còn nhỏ, đối với chuyện của người lớn cũng không lý giải, chỉ biết là ba ba thiếu rất nhiều tiền, không trả nổi. Nếu như hắn bất tử nói, đối phương khẳng định cũng sẽ chỉnh chết hắn, mụ mụ theo ta cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Cho nên mới phải ngắn như vậy thấy tuyển trạch tự sát. Đối với cái này người như vậy, cũng không biết làm như thế nào đánh giá mới tốt. Ai? Giang Sách đứng lên, nhìn Mạc Thanh Tùng liếc mắt, hai người phi thường ăn ý tiêu sái đến một bên nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Giang Sách hỏi, như thế nào? Mạc Thanh Tùng thở dài, khẽ lắc đầu, bằng vào bản lãnh của hắn căn bản là không chữa khỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Này cũng bỏng có hơn 10 năm, trừ phi là Đại La Kim Tiên, bằng không thật không có khả năng chữa cho tốt. Giang Sách cũng là như vậy. Thương thế này thật sự là quá nghiêm trọng, đã không phải là y thuật có khả năng chữa xong rồi. Bất quá, bọn họ còn không có dự định buông tha, chỉ ít có thể tiến hành đơn giản một chút khôi phục cùng bảo dưỡng, vậy hay là có thể. Vì vậy Giang Sách đối với Đừng Nguyên nói rằng, đồ đệ, mang Quân Nhàn cô. Nương đi phòng y tế, tiến hành cặn kẽ chẩn đoán bệnh. Là, Đừng Nguyên mang theo Quân Nhàn ly khai. Cửu Trắng đi tới hỏi, thống suất, có chữa sao? Giang Sách thành thật trả lời, tạm thời không có chữa trị biện pháp, bất quá ta cùng Mạc lão bản biết tận lực nghĩ biện pháp, ngươi không nên quá sốt ruột. Hắn vỗ vỗ Cửu Trắng bả vai. Giang Sách biết Cửu Trắng đối với Quân Nhàn tình cảm, đả kích như vậy, Cửu Trắng nhất định rất khó chịu. Thời gian kế tiếp, Giang Sách cùng Mạc Thanh Tùng thi triển riêng mình năng lực tìm kiếm trị liệu biện pháp. Giang Sách đặc biệt gọi điện thoại đến Giang Nam Khu, hỏi nhân trị y quán sư phụ Tân Con Dân, thương thảo có quan hệ trị liệu phương pháp, Mạc Thanh Tùng cũng không nhàn rỗi, hắn cho mình này lão bằng hữu từng cái gọi điện thoại, hỏi có hay không trị liệu phương pháp. Hai người đều được một ít tin tức, sau đó sẽ căn cứ những tin tức này từng cái sàng chọn. Vẫn bận sống đến buổi tối 11 điểm nhiều, cuối cùng phát hiện, Trúc Lam múc nước, công dã tràng, có giá trị gì tin tức cũng không có. Ai? Mạc Thanh Tùng thở dài một hơi, lần đầu cảm thấy như vậy bất lực. Đêm đã khuya, đại gia tạm thời đều nghỉ ngơi, dự định ngày thứ hai sẽ tìm trị liệu biện pháp, chỉ có Cửu Trắng vẫn còn ở liều mạng tìm kiếm, nhất khắc cũng không nghỉ ngơi. Bản thân hắn chính là, tình báo buôn lậu, nắm giữ đại lượng tình báo. Hiện tại, hắn vận dụng tất cả có thể vận dụng lực lượng, đi tìm có thể trị liệu Quân Nhàn đích phương pháp xử lý, còn không tin, trên cái thế giới này sẽ không tồn tại có thể chữa vết bỏng phương pháp đâu. Rạng sáng 4 giờ, gà trống gáy. Ở trên trời nổi lên ngân bạch sắc thời điểm, Cửu Trắng cuối cùng cũng có thu hoạch, tìm được một cái không biết có tính không biện pháp biện pháp. Hắn hưng phấn vọt tới Giang Sách căn phòng, thống suất, ta tìm được một cái biện pháp. Giang Sách nhu liễu nhu còn buồn ngủ hai mắt, bò người lên hỏi, nói. Ta tra được, ở Vân Lĩnh Sơn có một truyền thuyết bên kia trong núi sâu sinh lần đầu dài một gốc cây thiên niên linh chi, chỉ cần có thể đạt được, là có thể lão nhân thay đổi tuổi còn trẻ, sử nhân thay đổi xinh đẹp, tất cả vết thương, vết sẹo đều có thể khôi phục. Cái này, xem như là biện pháp. Giang Sách nói rằng, cái này vừa nghe cũng chỉ là một xinh đẹp truyền thuyết, không đáng tin a. Cửu Trắng nói rằng, không nhất định,
Ta được đến tình báo, thiên nhiên linh chi sự tình chúng thuyết phân vân, ai cũng không dám cam đoan tin tức chân thực tính. Ai cũng không biết thiên nhiên linh chi là thật tồn tại, vẫn là giả dối không có thật. Thống suất, vì quân nhàn, ta dự định đi một chuyến Vân Lĩnh Sơn. Chuyện cho tới bây giờ, thử xem cũng là không sao. Vạn nhất là thực sự đâu. Vân Lĩnh Sơn, Giang Sách suy nghĩ một chút, ta nhớ được, là ở kinh thành hướng đông bắc mấy trăm cây em bên ngoài địa phương, bên kia quanh năm khói mù lượn lờ, rất là nguy hiểm. Hắn hoạt động hạ thủ cánh tay, nói rằng, người đi một mình quá nguy hiểm, ta với người cùng đi chứ. Thống suất, Cừu Trắng rất là cảm động, vì như vậy một cái cực kỳ không đáng tin cậy truyền thuyết, vì trị liệu chính mình mến mộ nữ nhân, Giang Sách cư nhiên nguyện ý đi một chuyến. Cừu Trắng khom người bái thật sâu, cảm tạ. Giang Sách khoát tay áo, nói cái gì cảm tạ, ngươi theo ta trước còn cần những thứ này sao? Nhanh đi chuẩn bị sớm một chút cùng vé máy bay, ăn điểm tâm xong chúng ta tự ra phát. Là, sau nửa giờ, Giang Sách cùng Cừu Trắng cáo biệt mọi người, mang theo tay nải lên xe, chạy đi sân bay. Mục đích Vân Lĩnh Sơn. Đừng nguyên hỏi Mạc Thanh Tùng, cha, thiên nhiên linh chi, thật tồn tại sao? Mạc Thanh Tùng sờ sờ râu mép, chân thực hay không, ta không biết, nhưng Giang Thiên Sinh cùng Cừu Trắng phần này thật tình, làm người ta cảm động, ta tình nguyện tin tưởng thiên nhiên linh chi thật tồn tại. Ngồi 2 giờ máy bay sau đó, Giang Sách cùng Cừu Trắng rốt cục đã tới Vân Lĩnh thành phố. Ra sân bay, hai người đều có chút sững sờ. Trước đây bất kể là ở Giang Nam khu hay là đang kinh thành, vậy cũng là tương đương phát đạt địa phương, ở toàn quốc đều là xếp hạng thứ 5 tồn tại, sân bay xây dựng cao lớn vô cùng trên. Nhưng Vân Lĩnh bên này, thiếu chút nữa ý tứ. Bản thân bên này kinh tế liền có chút lạc hậu, cộng thêm sân bay lại xây ở khoảng cách trung tâm thành phố tương đối xa địa phương, thì càng có vẻ vắng lặng, chu vi không có gì cả, quang ngốc ngốc. Hơn nữa, cũng đã gần tới trưa rồi, lại còn có sương mù. Mặc dù cũng không nùng. Cừu Trắng trêu ghẹo nói, đi tới nơi này, thật có chủng trở về thiên nhiên cảm giác. Giang Sách nói rằng, chúng ta chạm thứ nhất đi nơi nào. Cừu Trắng hồi đáp, đi Hà Gian Câu, tìm một biệt hiệu, Hồ Ly Lang, nam nhân. Căn cứ ta được đến manh mối, Hồ Ly Lang là Vân Lĩnh địa khu lớn nhất tình báo buôn lậu, không có hắn không biết sự tình. Nếu như ngay cả hắn đều không biết nghìn năm linh chi sự tình, chúng ta đây có thể lập tức dẹp đường trở về phủ. Giang Sách gật đầu, tốt, phải đi tìm Hồ Ly Lang. Vừa dứt lời, thì có một chiếc xe taxi dừng ở trước mặt bọn họ. Cùng địa phương khác bất đồng chính là, nơi này xe taxi cư nhiên không phải 4 cái bánh xe cái chủng loại kia, mà là 3 bật tử. Có thể tưởng tượng, nơi này kinh tế trình độ được có bao nhiêu lạc hậu. Tài xế mở cái miệng rộng, thao một ngụm phương ngôn phương Bắc mùi vị kỳ quái khẩu âm, nói phi thường chúc chắc tiếng phổ thông, nhị vị, đi chỗ nào a? Ta mang bọn ngươi đi. Cừu Trắng nhìn thoáng qua xe của hắn, có điểm ghét bỏ, mình ngược lại là không sao cả, chỉ bất quá làm cho thống suất theo tọa 3 bật tử, có điểm. Giang Sách nhưng không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp nói, đi Hà Gian Câu. Nơi nào? Hà Gian Câu. Tài xế nhíu nhíu mày, khoát tay chặn lại, các người khác tìm hắn người a. Sau đó liền lái xe rời đi. Giang Sách cùng Cừu Trắng liếc nhìn nhau, đều rất nghi hoặc. Cái này Hà Gian Câu chẳng lẽ tất nhiên ngục, làm sao tài xế vừa nghe nói muốn đi Hà Gian Câu, liền lập tức bỏ rơi khuôn mặt đi. Trong này nhất định có luận án. Liên tục hỏi 7-8 cái tài xế, không có một dẫn bọn hắn đi. Cuối cùng, một cái gầy trơ cả xương tiểu lão đầu mở ra phi thường cũ nát 3 bật sắp tới đến rồi bọn họ trước mặt, Cừu Trắng cơ giới tính hỏi một câu, Hà Gian Câu, đi không? Vốn tưởng rằng tiểu lão đầu cũng sẽ cự tuyệt, ai biết, hắn khẽ nhíu mày, nói câu, đi, có thể thế nhưng ngươi được thêm tiền. Cừu Trắng ngược lại có chút ngoài ý muốn. Sau đó hắn chăm chú liếc nhìn tiểu lão đầu với hắn phá 3 bật tử, hiểu. Ước đoán cái này tiểu lão đầu 3 bật tử quá phá quá cũ, đã thật lâu không có kéo đến khách hàng, cộng thêm so với hắn so với nghèo, cho nên mới phải bụng đói ăn quàng. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Cừu Trắng hỏi. Na tiểu lão đầu trong mắt quay tròn chuyển, Hà Gian Câu chỗ kia vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều dã lang lui tới, đi xem đi không làm được phải ra khỏi mạng người,
cũng không phải là tùy tùy tiện tiện vài đồng tiền là có thể đả phát. Cừu trắng hơi không kiên nhẫn, người rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền? Tiểu lão đầu vươn một tay. Cừu trắng nói rằng, 5.000. Ok, đi thôi. Tiểu lão đầu con mắt đều sáng lên, kỳ thực bản ý của hắn là dự định muốn 50 đồng tiền, kết quả đối phương trực tiếp cho 5.000, cái này trên căn bản là hắn một năm thu vào. Kiếm bộn rồi. Cừu trắng cũng là không biết thị trường giá thị trường, nơi này giá hàng, cùng Giang Nam, Kinh Thành có thể hoàn toàn khác nhau, mặc dù là tình báo buôn lậu cừu trắng, cũng không phải cái gì cũng biết. Kết quả là, Giang Sách cùng cừu trắng hai người, ngồi vô cùng. Bên ngoài đơn sơ, cũ nát ba bật tử, một đường lắc lư chạy đi Hà Gian Câu. Na ba bật tử thật đúng là có đủ điên. Cũng chính là Giang Sách, cừu trắng hai người thân thể tố chất đều cực kỳ cường hãn. Đổi thành người bình thường, đã sớm ói không được. Như thế ngồi được có một nhiều giờ, tiểu lão đầu đem xe ngừng lại. Hắn nói rằng, nơi này chính là Hà Gian Câu ranh giới, ta không thể đi vào trong nữa, ở trong đó dã lang nhiều lắm, lại đi thật muốn xảy ra án mạng. Cừu trắng hỏi, người biết có một tên hiệu, Hồ Ly Lang, gia hỏa đang ở nơi nào sao? Tiểu lão đầu gật đầu, dùng tay chỉ cách đó không xa một cái đỉnh núi. Tên kia sẽ ngủ ở trên đỉnh núi ngói đỏ bên trong phòng, các người đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể tìm được hắn. Tốt! Cừu trắng hạ ba bật tử, đột nhiên quay đầu rồi hướng tiểu lão đầu nói rằng, được rồi, chúng ta như thế này trở về không xe, người nếu như nguyện ý liền ở lại chỗ này chờ chúng ta, dẫn chúng ta đi khu vực thành thị. Các loại thời gian, cộng thêm tiến chúng ta đi thị khu lộ trình, ta tổng cộng cho ngươi coi là 1 vạn tệ, được không? 1 vạn! Tiểu lão đầu đều phải mừng như điên, hắn cả đời cũng không có đồng thời chứng kiến nhiều tiền như vậy a. Một ngày liền kiếm 3 năm tiền, thoải mái, quá thoải mái. Tiểu lão đầu liên tục gật đầu nói rằng, tốt, ta ở chỗ này chờ các ngươi, bất quá các ngươi nhanh hơn điểm, ta tối đa chỉ chờ các ngươi 1 giờ. Có thể. Lập tức, cừu trắng cùng Giang Sách cùng nhau cất bước đi vào Hà Gian Câu, hướng phía cách đó không xa đỉnh núi xuất phát. Tiểu lão đầu nhìn chu vi hoang vắng không người tùng lâm, có chút run bắn cả người, đem mình khóa trái ở bên trong buồng lái này, còn dùng y phục đem xe cửa sổ đều cho che lại, rất sợ có lang trải qua chứng kiến hắn. Vì 1 vạn tệ, kiên trì, tiểu lão đầu cho mình cổ động. Bên kia, Giang Sách cùng cừu trắng rất nhanh là đến chân núi, sau đó từng bước một theo trên sơn đạo đi. Bọn họ dọc theo đường đi tuy là một con lang cũng không có chứng kiến. Nhưng có thể khẳng định, nơi đây tuyệt đối là có lang tồn tại. Căn cứ bọn họ quanh năm ở Tây Kỳ tác chiến kinh nghiệm, nơi này có phi thường nồng đậm chó sói mùi, đồng thời tùy ý đều có thể chứng kiến rơi xuống lông sói. Điều này làm cho hai người càng thêm cẩn thận. Cũng may, dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm. Bọn họ đạt được đỉnh núi thời điểm, đúng lúc là 12 giờ trưa, khí trời lớn tinh, vũ khí toàn bộ đều tản đi. Ở đỉnh núi quả thật có ngói đỏ phòng. Đó là một cái tương tự với tứ hợp viện một dạng kiến trúc, gạch, mặt tường, nóc nhà cũng còn thật mới, nhìn ra được là vừa sửa sang qua. Giang Sách gõ một cái đại môn, không người đáp lại. Tự tay đẩy, mới phát hiện môn là mở. Xin lỗi, chúng ta vào được. Giang Sách đẩy cửa ra, cùng cừu trắng cùng đi vào sân, xin hỏi, có ai không? Chúng ta là tìm đến Hồ Ly Lang tiên sinh. Lời còn chưa dứt, hai người liền phát giác không thích hợp. Trong viện 4 phía cửa sổ đều mở ra, một đôi màu đỏ thắm mắt ở nhìn hắn chằm chằm nhóm, từng cây một răng nanh sắc bén thử rồi đi ra. Phốc, phốc, phốc. Trong nháy mắt, hơn 10-20 con màu xám cho dã lang từ sân 4 phía trong phòng nhảy ra ngoài, đem hai người đoàn đoàn bao vây. Muốn chạy, đã không kịp. Giang Sách khẽ lắc đầu nói rằng, dọc theo đường đi cũng không có chứng kiến bất luận cái gì một con dã lang, không nghĩ tới toàn bộ đều tập trung ở trong nhà này. Cừu trắng buông tay nải, buông lỏng một chút cà vạt, nói rằng, thống suất, xem ra chúng ta tính ra toát mồ hôi. Ác chiến, hết sức căng thẳng. Hơn 10-20 cái dã lang vào tới, nhe răng trợn mắt, từng cây một hàm răng sắc bén, hướng phía Giang Sách cùng cừu trắng liền cắn. Hai người dựa lưng vào nhau. Tựa như năm đó ở Tây Kỳ giết địch giống nhau, kề vai chiến đấu. Thông suốt, thật lâu không có loại này cảm giác nha. Chú ý bên trái.
phối hợp của bọn họ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đối mặt một con lại một con hung mãnh nhào lên dã lang, bọn họ vẫn có thể thong dong ứng đối. Lang tốc độ rất nhanh, cắn hợp lực rất mạnh, nhưng phương thức công kích tương đối chỉ một, đối với Giang Sách bọn họ người như thế mà nói vẫn tương đối dễ dàng ứng phó. Lang nhanh, bọn họ nhanh hơn. Trực quyền, đá chéo, khửu tay đánh, lên gối, từng chiêu từng thức mạnh mẽ không ai bằng, ngắn ngủi 30s bên trong đã đem toàn bộ dã lang đều giải quyết rớt. Đây là ở tay không có đeo găng tay dưới tình huống. Nếu như bọn họ có vũ khí nơi tay lời nói, có thể ở ngắn hơn thời điểm, đem những này dã lang hết thảy đều cho giết chết. Đang lúc bọn hắn vừa mới thở dài một hơi thời điểm, bỗng nhiên, từ cửa chính truyền tới một nam nhân thanh âm hùng hồn. Các ngươi đang làm gì? Giang Sách quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng ở cửa một cái cõng lâu tử trung niên nam nhân, hắn thân hình cao lớn, nhãn thần hung ác, cánh tay trái trên xăm một con hung ác lang. Người này, phải là người bọn họ muốn tìm rồi. Giang Sách nói rằng, các hạ chính là hồ ly lang tiên sinh sao? Chúng ta! Không đợi Giang Sách nói xong, nam nhân kia quát lên một tiếng lớn, ta hỏi, các ngươi đang làm gì? Giang Sách khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới, tính tình của người đàn ông này táo bạo như vậy. Vì vậy Giang Sách hồi đáp, chúng ta có việc muốn thỉnh giáo các hạ, sau khi đi tới nơi này bị dã lang công kích, xuất thủ giải quyết rồi chúng nó. Giải quyết? Hồ ly lang lập tức biến sắc mặt, thương thế của ngươi hại ta thằng nhãi con. Nghe ngữ khí, những thứ này lang cũng không phải là dã lang, mà là hồ ly lang chuyên môn nuôi dưỡng thằng nhãi con. Thực sự là không nghĩ tới xã hội hiện đại, cư nhiên thật sự có người có thể cùng lang cùng nhau sinh hoạt. Cái này không dễ làm. Vốn là đi cầu người làm việc, kết quả lại làm thương tổn người khác nuôi dưỡng lang, mặc dù là những thứ này lang động thủ trước. Cừu trắng mở miệng nói, hồ ly lang tiên sinh, xin lỗi, chúng ta không biết những thứ này lang là ngài nuôi dưỡng, hơn nữa chúng ta cũng chỉ là vì tự bảo vệ mình. Bất quá ngài yên tâm. Chúng ta vừa mới cũng không có hạ tử thủ, những thứ này lang chỉ là bị thương, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ không có chuyện gì. Hồ ly lang âm lãnh nhìn hắn một cái, tự tay chỉ hướng cửa, cút. Cừu trắng sắc mặt khó coi. Ngược lại không phải là bởi vì mình bị người mắng, mà là bởi vì hiện tại cục diện này, không tốt lắm hỏi ra thiên niên linh chi hạ lạc. Không tiện hỏi cũng phải hỏi. Cừu trắng kiên trì nói rằng, hồ ly lang tiên sinh. Chỉ cần ngài nói cho ta biết thiên niên linh chi ở nơi nào, ta ngay lập tức sẽ cút. Hắn sợ hồ ly lang không đồng ý, càng là bổ sung một câu, ta biết ngươi là lớn nhất nơi này tình báo buôn lậu, ngươi muốn bao nhiêu tiền, tùy tiện ra giá. Bình thường mà nói, tình báo buôn lậu chắc là sẽ không cùng tiền không qua được. Nhưng hồ ly lang lại lạnh như băng nói rằng, ta sẽ không tiết lộ cho các ngươi bất kỳ tin tức gì, cút đi. Ngươi! Cừu trắng là thật nóng nảy. Thiên nhiên linh chi có thể quan hệ đến quân nhàn trị liệu vấn đề, làm sao có thể nói buông tha thì buông tha. Hắn nắm nắm tay. Đã nhẹ không được, vậy mạnh bảo. Hắn tự tay chỉ vào hồ ly lang, ngươi không nên ép ta, nếu như ngươi không chịu nói lời nói, ta sẽ dùng ngươi tưởng tượng không tới biện pháp, cạy ra miệng của ngươi. Hồ ly lang lãnh ngạo nhìn cừu trắng, ngươi có thể thử xem. Sự tình tiến triển đến một bước này, trên căn bản là không có bất kỳ đường lùi rồi, cừu trắng thực sự không nghĩ tới vừa đến mây lĩnh núi liền đụng với vấn đề khó giải quyết như vậy. Làm sao bây giờ? Thật muốn đánh bại hồ ly lang, sau đó sử dụng này thủ đoạn đặc biệt cạy ra cái miệng của hắn. Xem hồ ly lang na kiên nghị ánh mắt hung ác, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể chịu thua, mở miệng. Lúc này, Giang Sách vỗ vỗ cừu trắng bả vai. Hắn đi về phía trước một bước, đối với hồ ly lang nói rằng, hai chúng ta không mời mà tới, tự tiện xông vào nhà ngươi, còn đả thương ngươi nuôi dưỡng lang, đúng là chúng ta không đúng. Quang xin lỗi, là không có thành ý, cho nên. Giang Sách thoại phong nhất chuyển, nói rằng, chúng ta làm giao dịch, ta giúp ngươi hoàn thành một việc, dùng cái này để diễn tả áy náy. Sau đó chúng ta lại dùng tiền tới thu mua ngài tình báo, như thế nào? Hồ ly lang cười lạnh một tiếng, người nghe không hiểu tiếng người sao. Ta cho các ngươi cút. Giang Sách không có tức giận, từ tốn nói, ngươi không muốn nghe một chút ta muốn vì ngươi hoàn thành chuyện gì sao. Ta không có chuyện có thể nhường cho ngươi hoàn thành.
Phải, vậy nếu như ta nói, ta có thể chữa cho tốt buồng trong cô gái kia thở khò khè, người còn muốn oanh ta đi sao? Một câu nói, để hồ ly lang nhãn thần xảy ra biến hóa lớn. Hắn kinh nghi nhìn Giang Sách. Người đi qua buồng trong. Không có, Giang Sách nói rằng, bất quá, một bước vào cái nhà này, ta liền loáng thoáng nghe được có nữ nhân tiếng ho khan, vẫn không phải gián đoạn. Hơn nữa người cõng chính là cái kia lâu tử trong, giả bộ toàn bộ đều là trị liệu thở khò khè thảo dược, cho nên ta đại thể có thể đoán. Hồ ly lang không dám tin nhìn Giang Sách, hỏi, ngươi là bác sĩ? Giang Sách gật đầu, đúng vậy. Chúng ta tới hỏi thiên niên linh chi hạ lạc, cũng là vì trị liệu một gã bằng hữu bệnh. Cho nên, hiện tại giao dịch của chúng ta, có thể đạt thành sao? Hồ ly lang nhìn chằm chằm Giang Sách nhìn vài giây, sau đó cất bước từ bên cạnh hắn đi qua, đi theo ta. Giang Sách, cừu trắng lập tức đi theo. Bọn họ đẩy ra hậu viện môn đi vào, đi thẳng tới tận cùng bên trong gian nhà, mở cửa, chỉ thấy một gã cô gái tóc dài nửa nằm ở trên giường. Thần sắc cực kỳ tiêu tụy. Nàng ý vị ho khan, nhìn dáng vẻ, hầu như tùy thời đều có bỏ mạng khả năng. Hồ ly lang dùng giọng bình tĩnh nói, nàng là thê tử của ta, từ nhỏ đã có cái bệnh này, mấy năm này bệnh tình rũ phát nghiêm trọng, nhìn trên trăm cái bác sĩ, đi khắp toàn quốc các đại y viện, nhà toàn bộ tích góp xài hết, chưa từng có thể trị hết. Giang Sách hiểu, cho nên người sẽ đến Mây Lĩnh núi, chính mình hái thuốc trị bệnh cho nàng. Bán tình báo, đều chỉ là vì kiếm tiền cho thê tử xem bệnh. Hồ ly lang nói rằng, ta hái thuốc, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tánh mạng của nàng, chỉ không hết bệnh, kiếm được tiền, đối với chữa bệnh mà nói, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Nghe thế, cừu trắng đối với hồ ly lang định ý sạch sành xanh hoàn toàn không có. Tuy là hồ ly lang giọng nói bình tĩnh, nhưng từ ánh mắt của hắn cùng động tác, rõ ràng có thể cảm giác được sâu đậm tuyệt vọng cùng bất lực. Cái loại này đối với vợ trìu mến, đối với mình vô năng khinh bỉ, cho dù ai đều nhìn ra. Từ phương diện nào đó mà nói, hồ ly lang nếu so với chính hắn càng thêm vĩ đại, vì thê tử bỏ qua ưu chất sinh hoạt, tại loại này rất hiếm vết người địa phương tìm kiếm cơ hội sống sót. Không phải người bình thường có thể làm được. Cừu trắng nói rằng, này lang, chính là ngươi nuôi trông nhà hộ viện A. Hồ ly lang khẳng định hồi đáp, đúng vậy. Ta mỗi ngày đều muốn ra ngoài hái thuốc, phần lớn thời gian không ở nhà. Để tránh khỏi có kẻ xấu xông tới thương tổn thê tử của ta, cho nên ta chỉ có nuôi hơn 20 con sói tới trong nhà hộ viện. Cừu trắng không khỏi líu lưỡi. Người khác đều là nuôi chó giữ nhà, hắn cư nhiên nuôi lang giữ nhà, cũng thực sự là điên rồi. Hồ ly lang trực tiếp hỏi Giang Sách, không phải ta không tin ngươi, vợ con ta thở khò khè rất nghiêm trọng, chị đã nhiều năm. Nhìn trên trăm cái bác sĩ đều trị không hết. Ngươi nói ngươi có thể chữa, dựa vào cái gì? Giang Sách hồi đáp, nếu như ta trị không hết, ta đây tựu không được đến thiên niên linh chi tình báo. Yên tâm, ta có nắm chặt. Vừa nói, hắn một bên mở ra mang theo người tay nải, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ. Sau khi mở ra, bên trong chứa là biển thước thần châm. Hồ ly lang mặc dù không biết, nhưng liếc mắt là có thể nhìn ra này ngân châm bất đồng, dù sao hắn nhiều năm như vậy vẫn vì vợ bệnh bận rộn, đối với các loại kiến thức y học vẫn là rất có nghiên cứu. Hắn nói rằng, người ngân châm này, không bình thường. Giang Sách khẽ cười một tiếng, là biển thước thần y lưu truyền xuống ngân châm, uy lực phi phàm, cũng chỉ có loại này ngân châm, mới có biện pháp trị tận gốc thê tử người bệnh hen suyễn. Tiếp lấy, Giang Sách đối với hồ ly lang thê tử di chuyển châm. Hồ ly lang cùng cừu trắng hai người ở một bên hiệp trợ hỗ trợ. Giang Sách y thuật cao minh vô cùng, trong toàn bộ quá trình, nàng kia cũng không có chút nào cảm giác đau đớn, ngược lại theo ngân châm thi triển, chậm rãi cảm giác thân thể có một chút phát nhiệt, vô cùng thoải mái. Giang Sách đem chính mình trong cơ thể khí, đi qua ngân châm dẫn vào đến rồi cô gái ở trong thân thể, đưa nàng bên trong thân thể hỗn độn khí độ cho đả thông, theo ngân châm lại tiết ra. Không ngừng lặp lại những quá trình này, một chút xíu trợ giúp nữ tử để thở. Đồng thời, Giang Sách làm cho hồ ly lang tướng vừa mới thải trở về mới mẻ thảo dược cho nhịn, thường cách một đoạn thời gian liền cho nữ tử uống xong một điểm, vẫn làm cho cô gái thân thể nằm ở ấm áp thoải mái trạng thái. Tiếp đó sẽ có đau một chút, dưới sự kiên trì. Giang Sách đem một khối khăn lông ướt vặn thành một đoàn, làm cho nữ tử ngậm,
sau đó bắt đầu lợi dụng ngân châm trợ giúp nữ tử làm cho thẳng trong cơ thể kỳ kinh bát mạch vị trí, trợ giúp ổn định khí tức. Quá trình này, bốn chữ có thể hình dung, thống khổ. Đều nói nữ nhân đẻ thời điểm biết đau chết đi sống lại, mà giờ khắc này, quả thực điểm số vãn còn muốn đau đớn. Hồ Ly Lang không đành lòng chứng kiến thê tử như vậy đau đớn, nắm thật chặt tay của vợ, sau đó đem khuôn mặt cho ngắt đi qua, viền mắt đều đỏ nhuận rồi. Ở dài đến nửa giờ làm cho thẳng sau đó, đau đớn cuối cùng kết thúc. Kết thúc rồi à, Hồ Ly Lang thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Kết thúc, Giang Sách khẳng định gật đầu, hắn đứng lên, đem tất cả ngân châm đều bị trừ bỏ, như thế này ngươi dựa theo ta nói chuẩn bị một chậu nước thuốc, để cho ngươi thê tử tắm rửa thay đổi. Nàng bây giờ phải giữ vững khô mát, sạch sẽ, như thế ướt nhẹp không được. Cảm tạ, Hồ Ly Lang nói cảm tạ. Lập tức. Hồ Ly Lang dựa theo Giang Sách nói đi làm, chuẩn bị một chậu nước thuốc, sau đó làm cho thê tử rót tắm rửa, thay đổi một thân sạch sẽ thoải mái y phục. Giang Sách cùng Cửu Trắng An vị ở trong sân nhìn Này Lang. Khoan hãy nói, Này Lang bị dạy dỗ một trận sau đó, đối với Giang Sách, Cửu Trắng đều sinh ra e ngại, không dám tùy tiện tới gần. Động vật, đều là thuần túy. Chờ đợi khoảng khắc, Hồ Ly Lang với hắn thê tử đi ra. Nhìn nữa nữ nhân kia, sắc mặt hồng nhuận, cũng không ho khan, cả người tươi cười rạng rỡ, rực rỡ hẳn lên. Hồ Ly Lang nắm tay của vợ, kích động nước mắt ở trong hốc mắt đánh, hắn biết rõ, vợ bệnh đã chữa khỏi, hành hạ thê tử nhiều năm như vậy bệnh, rốt cục chữa khỏi. Đây đối với thê tử mà nói, là một loại giải thoát, đối với Hồ Ly Lang tự mình tiến tới nói, làm sao lúc đó chẳng phải một loại giải thoát. Hắn hướng phía Giang Sách chắp tay. Không biết ơn công tính danh. Giang Sách. Giang ân công, đại ân đại đức của ngươi, đời ta suốt đời khó quên. Giang Sách khoát tay áo, không cần như vậy, ta nói qua, chúng ta là đang tiến hành giao dịch. Dừng một chút, Giang Sách tiếp tục nói ta cho ngươi thê tử chữa bệnh, là biểu đạt áy náy, chớ nên tùy tiện vào nhà của ngươi, đánh ngươi nuôi dưỡng lang. Hiện tại, chúng ta ân oán thanh toán xong. Người nguyện ý nói cho ta biết nơi nào có thể được thiên niên linh chi sao? Hồ Ly Lang hồi đáp, truyền thuyết, ở Vân Lĩnh núi là có thiên niên linh chi tồn tại, sử dụng thỏa đáng, có thể phản lão hoàn đồng, dung nhan mềm mại. Cái này cỏ linh chi vẫn từ Vân Lĩnh người thủ hộ bảo vệ, vị trí cụ thể, chỉ có mỗi một thời đại người thủ hộ thủ lĩnh biết. Mà một đời thủ lĩnh, là Vân Lĩnh địa khu thủ phủ Ngụy Trung Nghĩa. Tìm được Ngụy Trung Nghĩa. Là có thể tìm được thiên niên linh chi hạ lạc. Nghe thế dạng tin tức, Giang Sách là cao hứng. Tuy là khoảng cách đạt được cỏ linh chi còn có nhất định khoảng cách, nhưng ít ra truyền thuyết này chiếm được xác minh, cỏ linh chi là chân thật tồn tại, cái này là đủ rồi. Mặt khác, Hồ Ly Lang tiếp tục nói, làm Vân Lĩnh người thủ hộ, Ngụy Trung Nghĩa bọn họ bộ tộc đời đời kiếp kiếp đều lấy thủ hộ Vân Lĩnh là nhiệm vụ của mình. Giống như thiên niên linh chi loại này chân quý dược liệu. Không có khả năng đơn giản cho ngoại nhân. Các ngươi nếu như thực sự muốn lấy được, ước đoán sẽ bị làm khó dễ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Ngụy Trung Nghĩa sẽ muốn các ngươi hoàn thành ba chuyện, đây là từng cái ngoại nhân đi cầu hắn làm việc đều sẽ gặp phải. Giang Sách hỏi, cái nào ba chuyện? Hồ Ly Lang nói rằng, ta chỉ biết trong đó hai kiện, còn như một chuyện cuối cùng là cái gì, ta cũng không rõ ràng, các ngươi đến lúc đó cụ thể nhìn nữa a. Sau đó, Hồ Ly Lang đem hắn biết hai chuyện đều nói cho Giang Sách, không chỉ có như vậy, còn trước giờ trợ giúp Giang Sách đem hai chuyện này cho xử lý tốt. Cứ như vậy, bằng Giang Sách chỉ cần hoàn thành một chuyện cuối cùng có thể. Chuyến này hành trình, không uổng công. Giang Sách cho Cửu Trắng một cái ánh mắt, Cửu Trắng dây hiểu, hắn lập tức lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho Hồ Ly Lang, nơi này là 10 triệu, ngươi thu. 10 triệu. Hồ Ly Lang sửng sốt một chút, cho ta nhiều tiền như vậy làm cái gì? Giang Sách nói rằng, đương nhiên là mua tình báo tiền, tình báo của ngươi đối với chúng ta mà nói khá quan trọng, số tiền này là ngươi nên được. Có thể, nhiều lắm. Cũng không nhiều, Giang Sách nói rằng, thê tử ngươi bệnh hen suyễn tuy là tạm thời chữa khỏi, nhưng vẫn là cần hảo hảo điều trị, bằng không có tái phát nguy hiểm. Đề nghị của ta, ngươi cầm 1.000 này vạn đi Ba Á mua một bộ phòng ở. Quanh năm ở lại. Bên kia nhiệt độ không khí thích hợp dưỡng bệnh, tiền còn lại là hơn mua chút thuốc bổ. 10 triệu không nhất định đủ,
người về sau còn phải chính mình nỗ lực. Hồ Ly Lang cảm động không thôi. Hắn biết, Giang Sách đây là đem bọn họ sự tình đều cho muốn chu đáo. Đã trải qua nhiều năm như vậy đạo lý đối nhân xử thế, Hồ Ly Lang vẫn là lần đầu tiên cảm thụ được trong nhân thế ấm áp. Cảm tạ, cảm tạ. Giang Sách khoát tay áo, được rồi, chúng ta còn muốn đi thấy Vân Lĩnh thủ phủ, sẽ không dừng lại lâu rồi, hữu duyên tái kiến. Hồ Ly Lang vẫn đem Giang Sách, cừu trắng đưa xuống núi, nhìn bọn họ đi xa. Thê tử tựa ở trên bả vai của hắn, vui mừng không ngớt. Lão công, đây hết thảy giống như là mộng giống nhau, chúng ta thực sự nhờ cậy tật bệnh khốn nhiễu. Đúng vậy, lão thiên không tệ với ta. Hai người gắt gao gắn bó, tình yêu nồng hậu. Giang Sách cùng cừu trắng cáo biệt Hồ Ly Lang phu phụ sau đó, tự ra rồi Hà Gian Câu, về tới ngay từ đầu địa phương. Kỳ thực bọn họ đã ly khai sắp xỉ 2 giờ rồi, nghĩ thầm ước đoán Na Kỵ Ba bật chết tiểu lão đầu cũng sẽ không tại chỗ đợi, bởi vì lúc đó ước hẹn là 1 giờ trở về. Người ở đây hy hữu tới, muốn đi ra ngoài, Na ước đoán chỉ có dựa vào lấy hai chân đi bộ. Số khổ a. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị đi bộ đi trở về đi thời điểm, liền nghe được một thanh âm hô, nhị vị, các ngươi rốt cục đã về rồi. Giang Sách quay đầu nhìn lại. Phát hiện có ở đây không xa xa một cây đại thụ phía sau, đậu một chiếc cũ nát ba bật tử. Na ba bật tử cửa xe mở ra, lộ ra một cái đầu. Không phải là Na tiểu lão đầu sao? Đều nói có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, xem ra không có chút nào khoa trương, cái này tiểu lão đầu tình nguyện mạo hiểm bị lang tập kích phiêu lưu, vượt quá thời gian rồi cũng muốn ở chỗ này chờ. Kỳ thực không kỳ quái. Cái này một đơn sinh ý nhưng có 1 vạn tệ. Tiểu lão đầu 1 năm đều kiếm không đến 1 vạn tệ. Cho nên, hắn thà rằng cắn răng kiên trì cùng đợi, cũng không muốn sớm ly khai, tiền mị lực, ghê gớm thật. Cũng may thời gian không phụ hữu tâm nhân, hắn rốt cục chờ đến Giang Sách cùng cừu trắng. Hai người lại một lần nữa ngồi lên ba bật tử. Tiểu lão đầu vui vẻ hỏi, nhị vị, đi chỗ nào a? Trung tâm thành phố sao? Giang Sách hồi đáp. Đi xem đi Mây Lĩnh thủ phủ Ngụy Trung Nghĩa gia. Ngụy đại thiện nhân. A hát, ngươi biết. Đương nhiên nhận thức, tiểu lão đầu nói rằng, đây chính là chúng ta Mây Lĩnh Sơn thần bảo vệ, người khá tốt, đối với chúng ta những người nghèo này rất chiếu cố. Ta mỗi khi sống không nổi thời điểm đều sẽ đi tìm hắn, mỗi khi đều có thể lãnh được cứu tế lương. Chuyển qua câu chuyện, tiểu lão đầu không giải thích được nói, nhị vị vừa nhìn ngay cả có người có tiền. Không nên đi lĩnh cứu tế lương a. Cừu trắng nghe xong cười ha ha, chúng ta là đi tìm Ngụy thủ phủ hỗ trợ. A hát, vậy khẳng định không có vấn đề, Ngụy đại thiện nhân thiện lương nhất rồi. Các ngươi nhị vị ngồi vững vàng, ta đây sẽ đưa các ngươi đi Ngụy gia. Công tắc khởi động. Tiểu lão đầu mở ra rách nát không chịu nổi ba bật tử, lắc lư xuất phát. Chuyến này, họa phúc khó liệu. Cùng lúc đó, ở kinh thành Đàm gia trong biệt thự đầu. Đàm Quốc Đống vừa hút hiên, một bên mừng rỡ cười ha ha, hắn đang cùng Đàm Vĩnh Thắng cùng nhau quan sát TV thông cáo. Trong thông báo dung rất đơn giản bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, Hoa Hạ Tốt Thanh Âm tiết mục tạm thời ngưng phát hình chỉnh đốn và cải cách, các loại chỉnh đốn và cải cách hoàn tất sau đó mới lock in phát hình. Đàm Quốc Đống phốc suy vui vẻ. Còn chỉnh đốn và cải cách cái giám a. Hiện tại các đại đầu đề đều đang lấy quân nhàn xấu xí tấm ảnh, bọn họ cái này ngăn hồ sơ tiết mục triệt để thất bại. Tất cả khán giả hiện tại thanh nhất sắc đều ở đây phun triệu ra, chống lại Tốt Thanh Âm, càng không cần phải nói chúng ta tìm những thủy quân kia rồi, đem bọn họ cho mắng cái vòi phun máu chó, ha 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 ha. Triệu ra tìm nhiều tiền như vậy, nhiều thời gian như vậy tinh lực, liền rơi vào cái gà bay trứng vỡ kết cục, thực sự là thống khoái a. Ta cuối cùng coi là thắng Giang Sách một lần. Cuối cùng những lời này mới là thật lòng. Đàm Quốc Đống cùng Triệu gia vẫn là hai phe đều có thắng bại, nhưng cho tới nay đều bại bởi Giang Sách, lòng có khó chịu. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa thắng Giang Sách. Cho nên vui vẻ. Hắn hướng về phía Đàm Vĩnh Thắng giơ ngón tay cái lên, không thể không nói, vẫn là gia gia ngài điểm quan trọng giọt như xoa. Liếc mắt một cái thấy ngay quân nhàn cái kia tiểu tiện nhân, phơi bày diện mục thật của nàng. Đàm Vĩnh Thắng sờ sờ râu mép, trên mặt cũng không có cái gì nụ cười, hắn còn có lo lắng.
Tiết mục thất bại, Triệu gia bên kia nói như thế nào? Đàm Quốc Đống hồi đáp, ta phái người nghe ngóng, Triệu Hải Nhân tức giận đem phòng làm việc máy vi tính đều đập, cười ngạo ta. Quân nhàn rồi. Nàng bị Giang Sách an bài ở Hồng Hội hiệu thuốc, hình như là dự định trị liệu, vấn đề là, na Quân nhàn vết sẹo trên mặt cũng ít nhiều năm, chữa cái rắm a. Ta hỏi qua rất nhiều bác sĩ, căn bản không có thuốc chữa. Đàm Vĩnh Thắng lại hỏi, na Giang Sách người ở nơi nào? Có gì phản ứng? Cái này, Đàm Quốc Đống nhíu chân mày lại, thật đúng là không biết, Giang Sách tiểu tử kia hai ngày này đột nhiên mất tích, cũng không biết đi nơi nào. Có thể khẳng định là, tuyệt đối không bằng Thịnh Vui khoa học kỹ thuật. Đàm Vĩnh Thắng híp hai mắt, ngón tay không ngừng gõ ly rượu đỏ, một lát sau, hắn chậm rãi nói rằng, Giang Sách nhất định đang tìm có thể trị liệu Quân nhàn trên mặt vết sẹo phương pháp. Không thể nào, Đàm Quốc Đống nói rằng, na vết sẹo đã rất nhiều năm, không chữa khỏi. Đàm Vĩnh Thắng nói rằng, đối phó Giang Sách, không thể dùng lẽ thường đối đãi, chúng ta ăn rồi thua thiệt còn thiếu sao. Người suy nghĩ một ít biện pháp, thừa dịp Giang Sách không có ở đây trong khoảng thời gian này, đem Quân nhàn mặt của triệt để bị hủy. Có cần không? Có. Đàm Quốc Đống hít một hơi thuốc lá, gật đầu nói, đi, ta chợt nghe ra ra ngươi, tối hôm nay tìm người đi Hồng Hội hiệu thuốc, cho Quân nhàn trên mặt của tu bổ mấy đao, lại tát điểm axit sulfuric gì gì đó, để cho nàng hủy được hoàn toàn hơn. Không riêng phần nửa bên phải khuôn mặt bị hủy. Ta muốn nàng nửa bên mặt trái cũng bị hủy. Đàm Vĩnh Thắng nói bổ sung, nhớ kỹ, là muốn hủy dung, không phải sát nhân. Mục đích của chúng ta là muốn bảo đảm Quân nhàn vẫn bảo trì gái xấu hình tượng, đây chính là ngăn được Triệu gia tốt thanh âm lợi khí. Một ngày Quân nhàn chết, thua thiệt ngược lại là chúng ta. Đàm Quốc Đống nói rằng, ta đều đã biết, ra ra ngươi yên tâm đi, ta cam đoan sẽ không để cho Quân nhàn tính mệnh có nửa phần nguy hiểm. Nói xong, hai ông cháu liếc nhìn nhau, đồng thời lộ ra tà ác gian trá nụ cười. Cụng ly. Lúc này Hồng Hội trong hiệu thuốc mặt. Mạc Nguyên trợ giúp Quân nhàn thay đổi một bộ thuốc, hướng về phía cái gương chiếu chiếu. Quân nhàn chứng kiến trong gương na xấu xí khuôn mặt, nước mắt ủy khuất lại không chịu thua kém chảy xuống. Ở nơi này xem mặt thời kỳ, nàng dài như vậy gương mặt, đã định trước không còn cách nào thực hiện mơ ước. Hết lần này tới lần khác. Nàng lại không cam lòng chọn đời bình thường. Thống khổ vừa đành chịu. Mạc Nguyên nói rằng, Quân nhàn tỷ tỷ ngươi không nên quá khổ sở, sư phụ ta đã cùng Cửu Trắng đại ca cùng đi giúp ngươi tìm chữa trị linh dược, chỉ cần dùng rồi thuốc, nhất định sẽ khôi phục dung mạo. Quân nhàn cười khổ nói, hơn 10 năm trước bị thiêu hủy khuôn mặt, còn có thể chữa. Tiểu huynh đệ, ngươi không cần lừa dối ta. Ta không phải lừa ngươi. Mạc Nguyên khẳng định nói rằng, ngươi không biết sư phụ ta thật lợi hại, hắn nói có chữa liền nhất định có chữa, xin ngươi nhất định phải tin tưởng hắn. Dừng một chút, Mạc Nguyên lại bổ sung câu, hơn nữa nhìn ra được, Cửu Trắng đại ca đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, tin tưởng coi như là đánh bạc tính mệnh cũng sẽ để cho ngươi khôi phục dung nhan. Ngạch, Quân nhàn cúi đầu, bĩu môi nói rằng, ngươi một cái tiểu hài tử, nói bậy cái gì? Hơn nữa, ta lớn lên như vậy, Cửu Trắng làm sao có thể để ý ta? Mạc Nguyên nở nụ cười, à không, Quân nhàn tỷ tỷ, ngươi nửa bên mặt trái dễ nhìn vô cùng, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục sau đó, nhất định là khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, đến lúc đó chỉ sợ là Cửu Trắng đại ca không xứng với ngươi a hát. Quân nhàn phốc suy vui vẻ, bị hắn vừa nói như vậy, tâm tình cũng khá hơn nhiều. Nàng nhìn trong gương na bị thiêu hủy phân nửa bên phải khuôn mặt, tự lẩm bẩm, thực sự, còn có thể khôi phục sao? Ban đêm. Giang Sách, Cửu Trắng ngồi tiểu lão đầu ba bật tử, rốt cuộc đã tới Ngụy Trung Nghĩa gia tộc cửa, mặc dù nói là thủ phủ, nhưng Ngụy Trung Nghĩa gia thật ra thì vẫn là tương đối thông thường, cũng không có trong tưởng tượng như vậy xa hoa. Nhìn từ điểm này, cũng ấn chứng hắn, đại thiện nhân, danh hào. Cửu Trắng hỏi, thống suất, hiện tại liền đi vào sao? Giang Sách đáp, như vậy quá không lễ phép, càng là chuyện trọng yếu, càng là kiêng kỵ mau mau táo táo. Hắn tự tay từ trong quần áo lấy ra một phong thư giao cho tiểu lão đầu, dặn dò, giúp một cái nữa, đem phong thư này giao cho Ngụy Trung Nghĩa, nói, Giang Sách ngày mai sẽ đến quý phủ bái phỏng. Tiểu lão đầu tiếp nhận tin, rất nhanh thì đem thư tặng đi vào. Đưa xong bái thiếp, ngày thứ hai trở lại đăng môn bái phỏng nói,
như vậy thì sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa. Hơn nữa Giang Sách ở trong thơ đã nói rõ ý đồ đến, cũng tiết kiệm ngày mai tốn nhiều miệng lưỡi giải thích. Tất cả giải quyết, bọn họ lại ngồi tiểu lão đầu ba bật sắp tới đến rồi thành phố quán rượu sang trọng nhất, tạm thời ở. Cừu trắng dựa theo ước định cho tiểu lão đầu 1 vạn tệ tiền. Na tiểu lão đầu đếm một lần lại một lần, cho tới bây giờ sẽ không có gặp qua nhiều tiền như vậy, đem 1 vạn tệ nhét vào quần của mình trong túi áo, còn dùng châm tuyến cho Lâm Thời vá trên, rất sợ mất tích. Nhị vị, tái kiến a. Tiểu lão đầu Mỹ từ từ mở ra ba bật tử ly khai, khẽ hát, tâm tình thật tốt. Làm xong ngày hôm nay cái này một đơn, hắn năm nay đều có thể không cần làm rồi. 1 vạn tệ, đối với Giang Sách, cừu trắng mà nói căn bản cũng không gọi cái tiền, thế nhưng đối với Na tiểu lão đầu mà nói chính là một khoản tiền lớn, người lấy chồng, cuối cùng là không cùng một dạng. Đi tới tửu điếm, hai người để hành lý xuống rửa mặt, ăn chút gì. Trong lúc, cừu trắng có chút lo lắng hỏi, thống suất, người nói Đàm gia người có thể hay không thừa dịp chúng ta không ở, đối với quân nhà nàng hạ thủ. Giang Sách dừng lại chiếc đũa nói rằng, có khả năng này. Na, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta có an bài. Cừu trắng rất là ngoài ý muốn, Giang Sách tựa hồ mỗi một lần đều có thể so với chính mình trước giờ suy nghĩ nhiều hết mấy bước, đây cũng là hắn đối với Giang Sách tâm duyệt thành phục nguyên nhân. Đêm khuya, kinh thành. Ở Hồng Hội hiệu thuốc trong, quân nhàn bọn người mỗi người ngủ yên xuống tới. Mấy ngày này chuyện đã xảy ra làm cho quân nhàn mỗi ngày đều sầu mi khổ kiểm, thể xác và tinh thần uể oải, cho nên vừa nằm xuống liền mệt mỏi đang ngủ. Đêm, im ắng, không có một tia một hào âm thanh. Mấy bóng người xuyên qua phố, đi tới Hồng Hội hiệu thuốc phía sau bên cửa sổ, hai người, Bắc Cầu, những người còn lại xoay người mà lên, lại đem hai người kia cho nối lại. Đoàn người xuyên qua phòng khách, chạy vào hậu viện, nơi đây đều là người ở địa phương. Mấy người bọn hắn đều muốn dao găm lấy ra, tùy thời chuẩn bị động thủ, dựa theo Đàm Quốc Đống phân phó, đêm nay phải ở quân nhàn trên mặt của đều hoa mấy đao, ở lâu tiếp theo bị thương vết. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị đẩy cửa mà vào thời điểm, cũng không biết nơi nào bay tới một tảng đá, công bằng, tránh tránh nện ở một người trong đó trên vai, trong nháy mắt đau người nọ buông tay ra, dao găm ầm rơi trên mặt đất. Những người khác toàn bộ đều đình chỉ bất động, ngừng thở. Hướng phía Na, sơ ý sơ suất, người nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Có người dùng tảng đá đập ta. A, à, không chờ bọn hắn phản ứng kịp, lại có hơn 10 khối thạch đầu rầm 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 đập tới. Này tiềm hành người từng cái bị đánh đau đầu chân đau, chảy máu không ngừng. Người nào ở thả ám khí? Siêu, một bao trang bị đầy đủ nước tiểu túi ni lon bay tới, cho Na la lên người vững vàng bao lại. Tiếp lấy. Trong sân truyền đến thê thảm thanh âm u oán. Cảm giác kia, giống như là nơi này có cái gì đồ bẩn giống nhau, sợ đến đám này tiềm hành giả mỗi người sắc mặt trắng bệch, ngay cả cước bộ đều chuyển bất động. Đại ca, ta sai rồi, đơn này sinh ý ta không làm. Một gã tiềm hành giả lập tức nhấc chân chạy. Những người khác cũng đều sợ đến tè ra quần, một cái chạy so với một cái đều nhanh. Bọn họ vốn là bị Đàm Quốc Đống chỉ thị. Muốn tới cho quân nhàn hủy dung, làm cho quân nhàn triệt để không có chữa khỏi khả năng. Nhưng nơi nào nghĩ đến, còn không có nhìn thấy quân nhàn, cũng đã bị người cho dọn dẹp dễ bảo. Khoa trương là, bọn họ ngay cả thu thập bọn họ nhân là ai cũng không biết, hình dạng thế nào càng là không nhìn thấy, thậm chí là người là quỷ cũng không rõ ràng. Tiềm hành giả toàn bộ đều rút lui. Ở sân trên mái hiên ngồi hai người. Theo thứ tự là 12 hoàng kim thích khách Thiên Hạt cùng với vũ khí đại sư Cán Cân Nghiêng. Thiên Hạt tựa vào trên cây cột, từ tốn nói, cục đá, phát nhiều túi, giả quỷ dọa người, đây chính là hay là vũ khí đại sư sao? Ngươi dùng thủ đoạn không khỏi cấp thấp điểm. Cán Cân Nghiêng ha ha cười nói, ngươi không quan tâm ta sử dụng cái gì, nói chung đạt được mục đích không phải. Đã đem người đánh đuổi bảo vệ quân nhàn cô nương, vừa không có chế tạo sát nghiệp. Thiên Hạt khinh thường nói, đám người này vốn là chết tiệt, có cái gì có thể lưu. Cán Cân Nghiêng lắc đầu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bọn họ dù sao cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Lại nói, hai chúng ta nhiệm vụ là bảo vệ quân nhàn, cũng không phải sát nhân. Nếu như giết người, xử lý không tốt lời nói,
đem cảnh sát rước lấy, chỉ làm cho Quân Nhàn, Mạc lão bản bọn họ tăng thêm phiền não. Thiên Hạt lạnh rên một tiếng, lặng lặng nhìn bầu trời ánh trăng. Hắn nói rằng, ta chỉ hiểu sát nhân, nếu như lần sau bọn họ còn, ta cũng sẽ không nương tay. Cán Cân nghiêng cười khổ lắc đầu. Hai người bọn họ tính cách thật đúng là hoàn toàn tương phản, Cán Cân nghiêng trời sinh tính thiện lương, mặc dù đối với các loại vũ khí đều rất tinh thông, nhưng chưa bao giờ hạ tử thủ, mà Thiên Hạt hoặc là không ra tay, xuất thủ tất thấy huyết. Giang Sách an bài hai người bọn họ tới bảo vệ Quân Nhàn cũng là có ý tưởng. Dưới bình thường tình huống không cần sát nhân thấy máu, Cán Cân nghiêng xử lý là được, không cần thiết đem sự tình làm lớn chuyện, thực sự đụng với xương cứng, phải Thiên Hạt xuất thủ, vĩnh cửu ngoại trừ hậu hoạn. Lại nói đám kia tiềm hành giả, bọn họ về tới Đàm gia biệt thự sau đó, đã đem chuyện đã xảy ra toàn bộ đều nói cho Đàm Quốc Đống. Đàm thiếu gia, không phải chúng ta không làm việc, là chỗ kia chuyện ma quái a. Rất khủng bố, hù chết chúng ta. Đơn này sinh ý chúng ta không làm, không thể nhận tiền không muốn sống phải không? Đàm Quốc Đống nhìn đám người này liền giận không chỗ phát tiết, cái quỷ gì không phải quỷ? Trên cái thế giới này làm sao có thể tồn tại quỷ loại vật này? Cuồn cuộn cút, đều cút cho ta. Đàm Quốc Đống đem bọn họ toàn bộ đều đuổi đi rồi. Quay đầu lại, hắn đối với Đàm Vĩnh Cửu Thắng nói rằng, thật là tức chết người, đám này phế vật, một điểm thí dụng cũng không có. Trên cái thế giới này làm sao có thể có quỷ? Đàm Vĩnh Cửu Thắng khẽ cười một tiếng, nói rằng, trên cái thế giới này có thể là không có quỷ vật tồn tại, nhưng bọn hắn khẳng định cũng là đụng tới cái gì mới có thể sợ hãi như vậy. Theo ta thấy, chắc là Giang Sách tỏ ra trò gian trá. Quên đi, nếu quả như thật là Giang Sách dở trò quỷ, đám người này thì không cách nào ứng phó. Đàm Quốc Đống thở dài, nói rằng, bất quá chúng ta cũng không còn cái gì tốt lo lắng. Ta cũng không tin, Quân Nhàn gương mặt đó còn có thể khôi phục qua đây. Lúc sáng sớm, Giang Sách cùng Cửu Trắng ăn cơm xong sau đó, cưỡi xe taxi đi tới Ngụy Trung Nghĩa gia tộc cửa, sau khi thông báo, hai người theo quản gia tiến vào tiếp đãi phòng khách. Chỉ thấy một người vóc dáng khôi ngô, tướng mạo trang nghiêm nam tử đã đi tới. Người này, chính là Vân Lĩnh Sơn thủ phủ, Vân Lĩnh Sơn người thủ hộ Ngụy Trung Nghĩa. Hắn đã đi tới. Liếc nhìn Giang Sách, nói rằng, các ngươi, chính là vì đạt được thiên niên linh chi mà đến. Ngày hôm qua bái thiếp Ngụy Trung Nghĩa đã xem qua, cũng biết Giang Sách chuyến này tới mục đích, cho nên cũng không lời nói nhảm, đi lên liền hỏi rõ. Giang Sách gật đầu, nói rằng, đúng vậy, một người bằng hữu của ta bị hỏa hoạn phỏng khuôn mặt, ta cần dùng thiên niên linh chi vội tới nàng trị liệu, cho nên đặc biệt tới bái phỏng Ngụy tiên sinh, không biết là có hay không thật tồn tại thiên niên linh chi. Ngụy Trung Nghĩa phi thường khẳng định nói, thiên nhiên linh chi, là tồn tại. Nghe nói như thế, Giang Sách cùng Cửu Trắng đều cảm thấy cao hứng vô cùng, cuối cùng là nghe được nhất kiện đáng giá cao hứng sự tình. Bọn họ vì thế bận rộn lâu như vậy, cuối cùng cũng không có uổng phí. Giang Sách nói rằng, đã như vậy, Ngụy tiên sinh ngài nói cái giá đi, mặc kệ bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý thu mua thiên nhiên linh chi. Ngụy Trung Nghĩa cười cười. Hắn không chút hoang mang ngồi xuống ghế, gác chéo chân, nói rằng, cái này thiên niên linh chi, ta không bán. A, à, Cửu Trắng có chút luống cuống, Ngụy tiên sinh, vì sao không bán? Hắn cho rằng cái này thiên niên linh chi là Ngụy gia trấn gia chi bảo, hay hoặc là có cái gì cái khác nguyên nhân đặc biệt chỉ có không bán, ai biết, Ngụy Trung Nghĩa mấy câu nói làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Trung Nghĩa nói rằng, quy củ của ta. Chỉ cần ngươi có thể cho ta làm ba chuyện, ta liền đem thiên niên linh chi tặng không cho các ngươi, nếu như làm không được, coi như các ngươi nhiều hơn nữa tiền, cũng đừng nghĩ đạt được. Quả nhiên, cùng Hồ Ly Lang nói giống nhau như đúc. Cửu Trắng thở phào nhẹ nhõm, nhìn như vậy tới, đạt được thiên niên linh chi vẫn có làm trò. Giang Sách hỏi, cái nào ba chuyện? Ngụy Trung Nghĩa nói rằng, đệ nhất, ta cần các ngươi chứng minh của cải của chính mình. Ít nhất phải giá trị con người 5 tỷ mới được. Hắn không lấy tiền, chỉ là muốn chứng minh giá trị con người. Có chút ý tứ. Cái này không thành vấn đề, Giang Sách trực tiếp nói, ta dưới cờ có 3 cái công ty, Giang Nam khu ức mạch vui chơi giải trí, Ngâm Mộng khoa học kỹ thuật, cùng với Kinh Thành Thịnh Vui khoa học kỹ thuật. Mỗi một nhà thành phố giá trị đều vượt qua 5 tỷ, cái này chuyện thứ nhất,
nên tính là làm được a. Ngụy Trung Nghĩa có chút giật mình. Cái này Tam gia cũng đều là nhất đẳng đại công ty, không nghĩ tới lại là cùng một người hết thảy, hơn nữa cái này nhân loại đứng tại chính mình trước mắt. Ngụy Trung Nghĩa cái này Vân Lĩnh Sơn thủ phủ, ở Giang Sách trước mặt cũng có chút gặp sư phụ ý tứ. Tốt, tốt. Ngụy Trung Nghĩa vỗ tay một cái, lại đưa ra điều kiện thứ hai, cái này Vân Lĩnh Sơn ở chỗ sâu trong, nghe nói có gấu ngựa lui tới, ta muốn các ngươi đi liệp sát một con, đưa đầu tới gặp. Giang Sách mỉm cười. Chuyện này, Hồ Ly Lang cũng sớm đã cùng Giang Sách đã nói, cho nên cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Hắn nhìn bên cạnh Cừu Trắng liếc mắt. Cừu Trắng gật đầu, tự tay đem mang tới một cái túi lớn mở ra, từ bên trong sách ra một cái gấu ngựa đầu, cái này, là Hồ Ly Lang bang bọn họ giải quyết. Giang Sách chỉ vào na gấu ngựa đầu nói rằng, chuyện thứ hai này, ta cũng đã làm xong rồi. Ngụy Trung Nghĩa lấy làm kinh hãi. Nhìn na gấu ngựa đầu sửng sốt hồi lâu. Lập tức, hắn cười ha ha, nói rằng, xem ra các ngươi lúc này đến có chuẩn bị a. Giang Sách cũng cười, đối với thiên nhiên linh chi, chúng ta là tình thế bắt buộc, sở. Lấy trước giờ làm một ít bài học. Ân, Ngụy Trung Nghĩa hỏi, vậy các ngươi nhất định cũng muốn tốt làm sao tới xử lý chuyện thứ ba đi. Giang Sách lắc đầu, cái này thật vẫn không nghĩ tốt, chúng ta chỉ biết là trước hai chuyện. Chuyện thứ ba thật vẫn không biết. Cái cũng khó trách, Ngụy Trung Nghĩa nói rằng, quá khứ từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được trước hai chuyện, cho nên cái này chuyện thứ ba, ta liền căn bản không có nói ra qua, các ngươi như thế nào đi nữa hỏi thăm, cũng là không nghe được. Giang Sách chắp tay, vậy thì mời hỏi Ngụy tiên sinh, chuyện thứ ba, là cái gì? Mặc kệ chuyện thứ ba là cái gì, Giang Sách đều đối với mình có lòng tin, cũng phải có lòng tin. Ngụy Trung Nghĩa sờ sờ râu mép, bình tĩnh nói, chuyện thứ ba vô cùng đơn giản, ta muốn ngươi cưới vợ nữ nhi của ta. A, à, Giang Sách một cái liền thất thần, coi như làm cho hắn đoán 100 lần, cũng tuyệt đối đoán không được chuyện thứ ba cư nhiên sẽ như thế hoang đường ly kỳ. Cưới Ngụy Trung Nghĩa nữ nhi. Cái này, Giang Sách thật vẫn làm không được. Ngụy Trung Nghĩa nói rằng, ngươi lấy nữ nhi của ta, chúng ta ngụy ra đầy đủ mọi thứ liền đều là ngươi. Càng chưa nói một viên nho nhỏ có linh chi rồi. Thế nào, có thể làm được sao? Giang Sách sắc mặt khó coi. Cừu Trắng cũng đồng dạng không dễ chịu, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Ngụy Trung Nghĩa cư nhiên biết đưa ra quái dị như vậy yêu cầu. Hắn nói rằng, Ngụy tiên sinh, liền không thể đổi một việc sao? Ngụy Trung Nghĩa nở nụ cười, đương nhiên không thể đổi. Kỳ thực trước hai chuyện, chính là cho chuyện thứ ba làm cửa hàng. Chuyện thứ nhất bảo đảm có thể môn đương hộ đối, chuyện thứ hai bảo đảm con rể của ta hữu dũng hữu mưu, hai chuyện này đều làm được, ta đây mới có thể yên tâm đem gả con gái đi qua. Như thế nghe, còn giống như thật là chuyện như thế. Giang Sách sắc mặt tương đương xấu xí. Hắn thở dài, nói rằng, Ngụy tiên sinh, thứ cho ta thực sự làm không được, ta đã kết hôn rồi, hài tử đều phải sinh, làm sao có thể một lần nữa tái giá một cái. Ngụy Trung Nghĩa lạnh rên một tiếng, nói rằng, đây là của ngươi sự tình, ta bất kể. Nếu như ngươi không cưới nữ nhi của ta, ta là tuyệt đối sẽ không đem thiên niên linh chi cho các ngươi. Đây quả thực quá làm khó dễ người. Trước đều tiến hành phi thường thuận lợi, ai có thể nghĩ, cư nhiên sẽ ở đây loại địa phương kẹt. Ngụy Trung Nghĩa nói tiếp, hơn nữa các ngươi cũng đừng nghĩ nhiều lắm, nếu như ta nữ nhi chướng mắt ngươi, không muốn gả đưa cho ngươi nói. Coi như người muốn kết hôn nữ nhi của ta, ta còn không đáp ứng. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, đối với quản gia nói rằng, đi kêu tiểu thư ra xem một chút, lúc này đây ta chọn lựa người, nàng là hay không thỏa mãn. Là, quản gia đi lên lầu mời tiểu thư xuống tới. Giang Sách sắc mặt khó coi, vậy liền coi là tiểu thư coi trọng chính mình, hắn cũng không có biện pháp cưới vợ a. Làm sao bây giờ? Không bao lâu sau võ thuật. Truyền đến liên tiếp tiếng bước chân của, một nam một nữ đi xuống. Nam mang một bộ kính mắt, nữ ăn mặc hồng nhạt quần dài. Ngụy Trung Nghĩa giới thiệu, hai người bọn họ là của ta con trai cùng nữ nhi, khuyển tử Ngụy Văn Tường, tiểu nữ Ngụy Lương Huân. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, Ngụy Trung Nghĩa ở giới thiệu xong sau đó, nữ nhi của hắn Ngụy Lương Huân đều sẽ đem người khác cho lên án mạnh mẽ một trận, các loại không lọt nổi mắt xanh. Lúc này đây,
Ngụy Trung Nghĩa đều muốn tốt ứng đối như thế nào nữ nhi các loại gây khó khăn. Có ai nghĩ được đến, ngày hôm nay Ngụy Lương Huân chẳng những không có bất luận cái gì một câu câu oán hận, ngược lại thì cùng Giang Sách bốn mắt nhìn nhau, hai người thâm tình chân thành, nhìn. Ánh mắt của song phương, đều có một loại cảm giác không nói ra được. Ngụy Trung Nghĩa không khỏi mừng như điên. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết nhất kiến trung tình. Lão thiên gia a, người cuối cùng là mở mắt, qua nhiều năm như thế, cuối cùng là làm cho Ngụy Lương Huân nhìn chúng một cái thích hợp. Còn không đợi Ngụy Trung Nghĩa vui vẻ bao lâu, Ngụy Lương Huân liền cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Nàng nói rằng, ba, đây chính là ngươi giới thiệu cho ta đối tượng. Đúng vậy, làm sao vậy? Cha, ngươi nhớ kỹ ta mấy ngày hôm trước đã nói với ngươi sự tình a. Ta bị một cái vô liêm sỉ vương bát đản cho trước mặt mọi người làm nhục, ta phát thệ nhất định sẽ đem tên khốn kiếp kia cho tháo thành tám khối. Nhớ kỹ. Nếu nhớ kỹ, ta đây sẽ không khách khí. Ngụy Lương Huân tự tay chỉ hướng Giang Sách, người đối diện Đinh nói rằng, người đến, đưa cái này vương bát đản cho ta dầm nát cho chó ăn. BSP, Ngụy Trung Nghĩa vẻ mặt mộng bức, nhanh lên khuyên can, nữ nhi ngươi đừng làm loạn, coi như ngươi không thích nhân gia, cũng không thể để người ta chặt a. Lúc này, một bên Ngụy Văn Tường nói rằng, ba, ngươi vẫn chưa rõ sao. Ngươi cho tiểu muội chọn lựa cái này đối tượng, chính là mấy ngày hôm trước mặt mọi người nhục nhã của nàng tên khốn kiếp kia a. Cái gì? Ngụy Trung Nghĩa nhìn Ngụy Lương Huân, lại nhìn Giang Sách, không dám tin tưởng. Giang Sách cũng là không dám tin tưởng. Thế giới thực sự nhỏ như vậy sao? Mấy ngày hôm trước đang động vật rừng rậm, hắn trước mặt mọi người đâm xuyên Ngụy Lương Huân, làm cho Ngụy Lương Huân trước mặt mọi người không xuống đài được, thậm chí còn bị cảnh sát mang đi. Kết quả cái này Ngụy Lương Huân chính là Ngụy Trung Nghĩa nữ nhi. Ngụy Trung Nghĩa còn muốn Giang Sách cưới nàng. Ha ha, thực sự là thấy quỷ rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rất lúng túng đứng tại chỗ, thực sự là ứng câu cách ngôn kia, không phải oan gia bất thụ đầu. Ngụy Lương Huân nói rằng, ba, sự tình ngươi đều biết, nên làm như thế nào ngươi nên đã biết a. Ngươi muốn ta gả cho tên khốn kiếp này. Ha ha, ta không giết hắn đều xem như là khách khí. Giang Sách cũng rất bất đắc dĩ. Cuối cùng, Ngụy Trung Nghĩa thở dài, nói rằng, thật vất vả chọn lựa một cái như vậy ưu tú đối tượng, kết quả. Ai, mệnh trung chú định a. Hắn hướng về phía Giang Sách khoát tay áo, các ngươi đi thôi, thiên nhiên linh chi sự tình các ngươi không cần suy tính, ta là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi. Trong dữ liệu trả lời thuyết phục, Ngụy Lương Huân cười lạnh nhìn Giang Sách, cái này kêu là tự làm tự chịu. Ai cho ngươi trước mặt mọi người nhục nhã ta tới lấy. Cút đi. Nàng vừa nghiêng đầu, thẳng lên lầu. Ngụy Văn Tường đẩy dưới kính mắt, không nói được lời nào, cũng theo lên lầu. Cừu Trắng nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, không cam lòng, chẳng lẽ sự tình liền thực sự cắm ở nơi này. Bởi vì một cái Ngụy Lương Huân, liền thực sự không chiếm được thiên niên linh chi rồi. Ghê tởm. Cừu Trắng trong lòng âm thầm thề, coi như là đoạt, là trộm, cũng phải đem na thiên niên linh chi cho thu vào tay. Lúc này, Giang Sách vẫn như cũ bình tĩnh nhìn Ngụy Trung Nghĩa, cũng không hốt hoảng nói rằng, Ngụy tiên sinh, ta muốn, sự tình hẳn còn có chuyển cơ a. Ngụy Trung Nghĩa nở nụ cười, không có chuyển cơ, các ngươi đi thôi. Sao lại thế rồi? Giang Sách nói rằng, ngài gấp gáp như vậy muốn gả con gái nhi, nhất định có cấp độ càng sâu nguyên nhân a. Nếu như ta có thể giúp ngài giải quyết cái vấn đề khó khăn này, ngài cảm thấy thế nào đâu? Ngụy Trung Nghĩa mắt lập tức liền sáng, nhìn chằm chằm Giang Sách nhìn hồi lâu. Vì tăng Ngụy Trung Nghĩa lòng tin, Giang Sách lại bổ sung câu, ta ngoại trừ phía trước thân phận ở ngoài, vẫn là Tây Cảnh Tu La chiến thần, chấp trưởng thiên quân vạn mã. Ta tin tưởng, ta có năng lực giải quyết ngươi nan đề. Tu La chiến thần. Ngụy Trung Nghĩa là biết chiến thần tồn tại, chỉ là không nghĩ tới chiến thần thực sự gặp phải tại chính mình trước mặt. Ngài, chính là Tu La chiến thần. Ngụy Trung Nghĩa còn có chút không dám tin tưởng. Giang Sách cười hồi đáp. Không thể giả được, Ngụy tiên sinh nếu là không tin, ta có thể để người ta đem ấn soái đưa tới cho ngài xem qua. Không phải không phải không phải, không cần, ta tin tưởng Giang tiên sinh tín dụng. Ngụy Trung Nghĩa mừng rỡ, có Tu La chiến thần hỗ trợ, vậy hắn sự tình thật vẫn có chuyển cơ.
Hắn nhìn bốn phía xem, nhỏ giọng nói rằng, nơi đây nói không có phương tiện, Giang tiên sinh, xin theo ta đi thư phòng đàm luận. Vì vậy, Giang Sách, Cừu Trắng theo Ngụy Trung Nghĩa cùng đi đến rồi thư phòng. Ngụy Trung Nghĩa giữ cửa cho khóa trái. Thư phòng này cách âm làm phi thường tốt, ở trong phòng lớn tiếng hát, bên ngoài cũng sẽ không nghe được, càng không cần phải nói ở trong phòng nói lặng lẽ nói rồi, bên ngoài căn bản sẽ không có một chút xíu thanh âm. Ngụy Trung Nghĩa ý bảo hai người bọn họ ngồi xuống, sau đó nói, Giang tiên sinh, thật không dám đấu giếm, ta còn thực sự có một việc phi thường chuyện khó giải quyết cần ngài hỗ trợ. Giang Sách gật đầu, chăm chú lắng nghe. Ngụy Trung Nghĩa suy nghĩ một chút, nên từ nơi này nói lên đâu. Ân, Giang tiên sinh, người biết chúng ta Ngụy gia, vì sao được xưng là Vân Lĩnh Sơn người thủ hộ sao? Xin chỉ giáo. Chỉ giáo không dám, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì từ xưa đến nay, Vân Lĩnh Sơn lớn nhất dãy núi Ngọa Long dãy núi liền thuộc về chúng ta Ngụy gia. Một cái gia tộc có thể sở hữu ngay ngắn một cái dãy núi, đúng là hiếm thấy. Ngụy Trung Nghĩa tiếp tục nói, Vân Lĩnh Sơn địa giới này, mây mù lượn quanh, chướng khí rất nhiều, không nghĩ qua là sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Sở dĩ đại gia có thể vẫn sống bình an, cũng là bởi vì Ngọa Long Sơn mạch tồn tại. Ngọa Long dãy núi giống như là một khối lục phổi, không ngừng cho Vân Lĩnh Sơn cung cấp không khí mới mẻ, đại lượng hấp thu chướng khí, là Vân Lĩnh Sơn tinh lọc hệ thống tuyệt đối hạch tâm. Chúng ta Ngụy gia sở hữu Ngọa Long dãy núi, mỗi một thời đại đều cẩn thận tỉ mỉ che chở, tỉ mỉ xử lý, chỉ có thể dùng Vân Lĩnh Sơn vùng này có thể hoàn cảnh ưu mỹ, mọi người an cư lạc nghiệp. Không nghĩ tới nho nhỏ một cái Vân Lĩnh Sơn, còn có nhiều như vậy nói đầu. Căn cứ Ngụy Trung Nghĩa thuyết pháp, nếu như Ngọa Long dãy núi bị hủy diệt lời nói, vậy ý nghĩa toàn bộ Vân Lĩnh Sơn đều sẽ theo chôn cùng, thảo nào Ngụy gia được xưng là Vân Lĩnh Sơn người thủ hộ. Nhưng là, Ngụy Trung Nghĩa thở dài một hơi, chúng ta Ngụy gia hiện tại gặp phải phiền phức. Mấy năm này, có đại lượng thương nhân nhìn chúng Vân Lĩnh Sơn phong phú sản vật tài nguyên. Trong đó tài nguyên phong phú nhất giải đất, chính là Ngọa Long dãy núi. Bởi vì nơi đó từ xưa đến nay bảo hiểm tất cả tồn hoàn hảo, không có bị qua phá hư. Hơn nữa, ở Ngụy gia đời đời kiếp kiếp xử lý phía dưới, Ngọa Long Sơn mạch hoàn cảnh ngày càng được rồi. Những thương nhân kia trông mà thèm Ngọa Long bên trong dãy núi phong phú sản vật tài nguyên, mỗi ngày đều nhớ phải lấy được tay. Nếu như theo đuổi bọn họ đi khai hoang lời nói, tin tưởng không tới 3 năm, Ngọa Long dãy núi cũng sẽ bị đào rỗng. Đến lúc đó, hủy diệt không chỉ có riêng là một cái Ngọa Long dãy núi, hủy diệt càng là toàn bộ Vân Lĩnh Sơn. Chúng ta Ngụy gia chức trách, chính là muốn cùng cái này bang thương nhân chiến đấu đến cùng. Ngụy Trung Nghĩa càng nói càng kích động, cuối cùng hầu như gầm hét lên. Nhìn ra được, những năm gần đây, hắn cùng những thương nhân kia đấu trí so dũng khí, nhất định hao phí không ít khí lực. Cừu Trắng không hiểu hỏi, nhưng Ngọa Long dãy núi là thuộc về Ngụy gia không phải gật đầu, thương nhân không phải không còn cách nào khai thác sao. Nếu như bọn họ dám len lén lên núi, vậy thông chi phía chính phủ nhân viên đi hái lấy cưỡng chế biện pháp. Không tin chế phục không được cái này bang thương nhân. Đối mặt Cừu Trắng nghi hoặc, Ngụy Trung Nghĩa bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu huynh đệ, ngươi nói đúng. Trước đúng là như vậy, chỉ cần ta Ngụy Trung Nghĩa không phải gật đầu, bọn họ liền vĩnh viễn không còn cách nào tiến hành chính quy khai thác. Bọn họ chỉ có thể lén lén lút lút làm một ít mờ ám, sau đó bị chúng ta liên hợp phía chính phủ chế phục. Bất quá, loại cục diện này duy trì liên tục không nổi nữa. Giang Sách khẽ nhíu mày, hỏi có ý tứ. Ngụy Trung Nghĩa thở dài một hơi, chúng ta Ngụy gia là có gia quy, mỗi một đảm nhiệm gia chủ, chỉ có thể làm tới 60 tuổi, sau đó nhất định phải được thối vị nhượng chức, truyền cho hậu đại. Ta Ngụy Trung Nghĩa năm nay 59 rồi, sang năm ta không lùi cũng phải lui. Giang Sách hỏi tới, vậy ngươi chỉ cần đem vị trí truyền cho con trai Ngụy Văn Tường, để cho ngươi con trai tiếp tục bảo vệ nguyên tắc. Cùng thương nhân tiếp tục đấu nữa không liền có thể lấy rồi. Nếu như vậy thì tốt rồi. Ngụy Trung Nghĩa liên tục thở dài nói rằng, biết con không bằng cha A, Văn Tường hài tử kia đối với Vân Lĩnh Sơn cái này một vùng núi phi thường chán ghét, hắn hướng tới, là kinh thành dạng như phồn hoa đại đô thị. Có rất nhiều lần, Văn Tường đều nói bóng nói gió, phải cải biến chủ ý của ta, để cho ta đem Ngọa Long dãy núi lấy cực cao giá cả bán cái na bang thương nhân.
chúng ta Ngụy gia cầm tiền, đi kinh thành định cư, rốt cuộc không cần quản Ngọa Long Sơn mạch sự tình. Cho nên, ta không dám truyền ngôi cho hắn a, ta thực sự sợ truyền ngôi cho hắn sau đó, hắn ngay lập tức sẽ đem Ngọa Long dãy núi cho ra bán rơi, cầm tiền chạy đi kinh thành. Như vậy, Vân Lĩnh Sơn làm sao bây giờ? Nơi này dân chúng làm sao bây giờ? Ngụy gia đời đời kiếp kiếp hành vi thường ngày làm sao bây giờ? Nghe thế, Giang Sách đại thể biết Ngụy Trung Nghĩa chắc chở ở nơi nào. Hắn sang năm sẽ về hưu, duy nhất có thể truyền ngôi con trai, hết lần này tới lần khác còn cùng địch nhân âm thầm cấu kết. Đúng vậy, hiện tại cái niên đại này, có mấy người còn có thể bảo trì hành vi thường ngày, cẩn thủ tổ tiên di huấn. Tất cả mọi người càng thêm hướng tới phồn hoa đại đô thị, đều muốn hướng trong thành chạy. Có mấy người thích cả ngày đứng ở Vân Lĩnh Sơn loại này thâm sơn cùng cốc. Chí ít, Ngụy Văn Tường không muốn. Giang Sách nói rằng, cho nên ngươi liền phi thường muốn tìm một người phẩm, tài lực, can đảm câu dai tốt con rể, truyền ngôi cho hắn, tới cùng Na Bang thương nhân đối kháng. Ngụy Trung Nghĩa gật đầu, đúng vậy, đây là không có biện pháp. Ta cuối cùng không thể đem vị trí truyền cho Lương Huân cái tiểu nha đầu kia a. Nàng mặc dù không giống như Văn Tường tâm cơ như vậy khó lường, nhưng nha đầu kia cả ngày làm sằng làm bậy, tùy tính tình muốn làm gì làm cái gì. Đem vị trí truyền cho nàng, chỉ sợ sẽ gây ra phiền toái càng lớn hơn nữa. Cho nên ta chỉ muốn tìm một cái hàng được Lương Huân nha đầu kia nam nhân làm con rể, truyền ngôi cho con rể, cũng không coi là vi phạm tổ tiên di huấn, nhất cử lưỡng tiện. Thế nhưng khó a, nam nhân như vậy trong trăm có một, tới chỗ nào có thể tìm đến. Huống chi Vân Lĩnh Sơn loại địa phương này, thâm sơn cùng cốc, muốn tìm được nam nhân như vậy chính là khó lại càng khó hơn. Ngụy Trung Nghĩa thở dài, nhìn Giang Sách nói rằng, hiện tại mãi mới chờ đến lúc đến một cái chọn người thích hợp, kết quả ngài còn khi kết hôn, ai, lão thiên gia không giúp ta à? Giang Sách nhẹ nhàng cười cười, hắn nói rằng, kỳ thực chuyện này nói khó rất khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Ngụy tiên sinh ngài mong muốn, không phải là vĩnh cửu bảo hộ Ngọa Long dãy núi, không cho nó bị thương nhân phá hư sao? Là, vậy ngươi đem Ngọa Long dãy núi bán cho ta, ta có thể cho này dãy núi, vĩnh vĩnh viễn viễn không bị bất luận cái gì phá hư. Ngụy Trung Nghĩa kinh ngạc nhìn Giang Sách, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm như thế nào trả lời mới tốt. Quả thực, lấy Giang Sách tài phú lấy chồng mạch, muốn bảo hộ như vậy một cái dãy núi thật sự là quá đơn giản, đem Ngọa Long dãy núi bán cho Giang Sách lời nói, tuyệt đối là muốn đưa đến tốt vô cùng hiệu quả. Thế nhưng, Ngụy Trung Nghĩa chần chờ. Giang Sách hỏi, không tín nhiệm ta. Ngụy Trung Nghĩa không nói lời nào. Giang Sách còn nói thêm, không bán cho ta cũng được, người có thể không ràng buộc đem Ngọa Long dãy núi quyên cho quốc gia, chỉ cần bổ sung một cái hiệp nghị cấm khai thác. Tin tưởng quốc gia cũng sẽ đem này dãy núi bảo vệ phi thường tốt, người không cần lo lắng. Ngụy Trung Nghĩa lại một lần nữa lựa chọn trầm mặc, đối với Giang Sách cho ra lưỡng chủng ý kiến, hắn kỳ thực cũng không muốn tiếp thu. Đến lúc này, Giang Sách đã minh bạch tâm ý của hắn rồi. Giang Sách nói rằng, Ngụy tiên sinh, ngươi nên vẫn là muốn đem Ngọa Long dãy núi nắm giữ ở các ngươi Ngụy gia trong tay a. Ngụy Trung Nghĩa thở dài, xem ra là không gạt được rồi. Đúng vậy, ta tuy là muốn bảo hộ Ngọa Long dãy núi, nhưng điều kiện tiên quyết phải là chúng ta Ngụy gia tới bảo vệ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chúng ta Ngụy gia phải dựa vào nó ăn. Cái này Ngọa Long dãy núi sản vật phong phú, chỉ cần có tiết chế, có hoạch định tiến hành khai thác, như vậy, chẳng những sẽ không phá hư hoàn cảnh, còn có thể đối với dãy núi đưa đến tác dụng bảo vệ. Khai thác tới sản vật, mỗi một năm hết Tết đến cũng có thể mang đến cao vô cùng tiền lời, chúng ta Ngụy gia có thể trở thành là địa phương thủ phủ, dựa vào là chính là chỗ này chút sản vật. Nếu như đem Ngọa Long dãy núi bán đi, chúng ta đây Ngụy gia sẽ miệng ăn núi lở, hoàn toàn xuống dốc. Đều nói kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy. Ngụy gia có thể lớn mạnh, chính là dựa vào là Ngọa Long dãy núi phong phú sản vật. Bọn họ bảo hộ dãy núi là một mặt, kỳ thực cũng bởi vì dãy núi mà trở nên giàu có, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên, Ngụy Trung Nghĩa vì Liễu Ngụy nhà tương lai suy nghĩ, là tuyệt đối sẽ không lựa chọn ra bán hoặc là quyên tặng Ngọa Long Sơn Mạch, muốn tiến hành bảo hộ, còn phải nghĩ biện pháp khác. Giang Sách gật đầu, nói rằng, đi, đại khái tình huống ta đã biết.
Ta bây giờ có thể làm, chính là cùng địa phương phía chính phủ tiến hành giao lưu, tăng nhân thủ bảo hộ Ngọa Long dãy núi. Nhưng đây chỉ là trị phần ngọn, không thể trị bản. Cụ thể phải như thế nào bảo hộ dãy núi, còn muốn bảo đảm sơn mạch quyền sở hữu ở Ngụy gia, ta phải nghĩ biện pháp khác. Ngụy Trung Nghĩa nở nụ cười, lấy Giang tiên sinh năng lực của ngài, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có biện pháp. Ngài từ lúc nào giúp ta giải quyết rồi cái vấn đề khó khăn này, ta nên cái gì thời điểm đem nghìn năm cỏ linh chi hai tay dâng. Đến đó, sự tình còn kém không nhiều lắm. Giang Sách hiện tại phải làm, chính là muốn bang Ngụy Trung Nghĩa rất tốt giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Ngụy Trung Nghĩa hỏi, Giang tiên sinh, các ngươi chắc là ở tại phụ cận Tửu Điếm A. Đúng vậy. Ân, vậy các ngươi cũng không nên trở lại, ở tại nhà của ta được rồi. Nói như vậy, có vấn đề gì là có thể tùy thời giao lưu. Thích hợp sao? Không có gì không thích hợp, ta chỗ này quá lớn, bình thường cũng rất trống trải, nhiều hai người ở nhiều một chút nhân khí, rất tốt. Vì vậy, ở Ngụy Trung Nghĩa thịnh tình mời phía dưới, Giang Sách cùng Cửu Trắng ở tại Liễu Ngụy Trung Nghĩa trong nhà. Đêm đó, Giang Sách càng là cùng Ngụy Trung Nghĩa cùng nhau dùng cơm. Nhìn ra được, Ngụy Trung Nghĩa thực sự thích vô cùng Giang Sách. Ở Ngụy Trung Nghĩa trong lòng, đệ nhất tuyển trạch hãy để cho Giang Sách cưới vợ con gái của mình Ngụy Lương Huân. Chỉ là cái này độ khó cũng rất lớn, đối với khi kết hôn Giang Sách mà nói, muốn khác cưới người khác, cơ bản không có khả năng. Đêm khuya, Vân Lĩnh Sơn trung tâm chợ một nhà quầy rượu tư nhân bên trong bao xương. Ngụy Văn Tường cầm ly rượu tựa ở trên bàn, một bên. Xanh muộn khí vừa uống rượu. Bên trong phòng còn có 7-8 danh nam tử, bọn họ toàn bộ đều là xí nghiệp lớn, đại tập đoàn người phụ trách, cũng chính là để mắt tới Ngọa Long Sơn mạch đám kia thương nhân. Bọn họ tới Vân Lĩnh Sơn đã nhiều năm rồi, có thể khai thác địa phương đều khai thác không sai biệt lắm. Bọn hắn bây giờ duy nhất thèm thuồng, chính là sản vật cực kỳ phong phú Ngọa Long dãy núi, chỉ là dãy núi kia bị Ngụy Trung Nghĩa gắt gao cầm giữ, không còn cách nào khai thác. Những thứ này đại thương nhân thậm chí ở Vân Lĩnh Sơn địa phương thành lập một cái thương nhân liên minh, từ kim rõ ràng dược nghiệp chủ tịch Phương Trung Cảnh xuất nhâm người phụ trách. Nhiều năm qua, Phương Trung Cảnh lần lượt cùng Ngụy Trung Nghĩa trao đổi, nhưng mỗi một lần đều bị mắng cái vòi phun máu chó. Hắn nói ra dùng 100 ức thu mua, Ngụy Trung Nghĩa càng là cũng không quan tâm. Lúc đầu đều cho rằng thu mua Ngọa Long dãy núi không có hy vọng rồi, kết quả gặp phải Liễu Ngụy Văn Tường. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, Ngụy Văn Tường với hắn cha Ngụy Trung Nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ngụy Văn Tường rất đáng ghét cái này thâm sơn cùng cốc, vừa nghĩ tới về sau dây bằng giả thừa phụ nghiệp, cả đời coi chừng na phá núi liền nhức đầu muốn chết. Vì vậy, hắn liền phi thường chờ mong cha có thể đem Ngọa Long dãy núi cho bán cho Phương Trung Cảnh. Cầm 100 ức đi kinh thành sáng tạo mới công ty, về sau đang ở đại đô thị sinh hoạt. Lại cũng không ở Vân Lĩnh Sơn loại chim này không gảy phân địa phương đợi rồi, làm người ta nhức đầu. Căn cứ Ngụy Văn Tường ý tưởng, hắn chỉ cần đến khi cha về hưu, chính mình kế thừa chức gia chủ, là có thể trưởng khống Ngọa Long Sơn mạch thuộc sở hữu quyền. Đến lúc đó, tất cả không phải đều là hắn định đoạt. Đáng tiếc, hắn biểu lộ quá rõ ràng rồi, Ngụy Trung Nghĩa lại là một người rất thông minh, đã sớm nhìn thấu Liễu Ngụy Văn Tường tâm tư. Thời khắc này Ngụy Văn Tường, mượn rượu tiêu sầu, thiệt là phiền. Phương Trung Cảnh nhấp một miếng rượu, nói rằng, Văn Tường lão đệ, xem ra cha ngươi là tuyệt không tin tưởng ngươi a. Hắn mấy ngày này, mỗi ngày chọn rể, tình nguyện quản gia chủ vị trí truyền cho một ngoại nhân, cũng không nguyện ý truyền cho ngươi. Xách xách xách, làm người ta thất vọng đau khổ a. Ngụy Văn Tường ngẩng đầu lên, đem rượu trong ly toàn bộ uống xong. Hắn khí hanh hanh nói rằng, lão kia hồ đồ điên rồi. Tổ tông lưu lại tài phú, cư nhiên chắp tay đưa cho họ khác người. Ha ha, thật là ngu xuẩn. Phương Trung Cảnh nói rằng, người tức giận cũng vô ích, nếu quả như thật tìm được một cái thích hợp con rể, đến lúc đó cha ngươi đem Ngụy Lương Huân gả qua, sẽ đem chức gia chủ truyền cho con rể. Đến lúc đó, chúng ta thương nhân liên minh cũng đừng nghĩ đạt được Ngọa Long dãy núi, mà ngươi cái này đại thiếu gia. Từ nay về sau cũng không còn ngày sống dễ chịu rồi. Còn muốn đi kinh thành, không chết đói coi như tốt lạc tương đương. Những lời này rõ ràng cho thấy đang cố ý khí Ngụy Văn Tường. Hết lần này tới lần khác, còn rất dùng được.
Ngụy Văn Tường cắn răng nói rằng, lão già kia muốn đói chết ta. Ha ha, đem ta ép, ta trước tiên đem hắn giết chết. Vốn là một câu nói lấy. Nhưng vừa nói tới, bên trong phòng tất cả thương nhân, nhãn thần toàn bộ đều thay đổi. Mọi người nhìn nhau. Cuối cùng, Phương Trung Cảnh vỗ tay phát ra tiếng, một gã người bán hàng tay nâng một chai rượu đỏ đi đến. Phương Trung Cảnh cầm bình kia rượu đỏ đi tới Liễu Ngụy Văn Tường bên người, cười ha hả nói, cái này một bình rượu, 120.000, rất đắt. Phải, Ngụy Văn Tường cầm lấy một ly rượu nói rằng, na cho ta một ly, nếm thử mùi vị. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nở nụ cười. Ngụy Văn Tường vẻ mặt mộng bức, cái này có gì buồn cười. Phương Trung Cảnh lắc đầu nói rằng, rượu này, cũng không phải là tùy tiện có thể uống. Biết vì sao đắt như vậy sao? Ngụy Văn Tường lắc đầu. Phương Trung Cảnh giải thích, cho rằng rượu này, nhìn qua, uống đều cùng phổ thông rượu đỏ không có khác nhau chút nào, nhưng kỳ thật kịch độc không gì sánh được, uống vào không ra 5S, chắc chắn phải chết. À, Ngụy Văn Tường lại càng hoảng sợ, nuốt nước miếng một cái, nói rằng, độc như vậy rượu, Phương đại ca ngươi lấy ra làm cái gì? Phương Trung Cảnh nở nụ cười. Vừa mới không phải ngươi nói muốn giết chết Ngụy Trung Nghĩa sao? Ngụy Văn Tường sợ đến mồ hôi lạnh đều rớt xuống, hắn ấp a ấp úng nói rằng, không phải, ta chính là trong chốc lát nói lấy, làm sao có thể động thủ thật? Đây chính là ba ta làm sao có thể động thủ giết ta ba? Ngươi điên rồi sao ngươi? Ha ha, nói cũng phải, bất quá nha, Phương Trung Cảnh rất có ngoạn vị nói rằng, nếu như bây giờ Ngụy Trung Nghĩa chết, chiều đó chuyện của con rể sẽ không có kết quả. Sau khi hắn chết, gia chủ vị trí tự nhiên mà vậy cũng liền truyền cho ngươi cái này con trai duy nhất. Đến lúc đó, Ngọa Long dãy núi ngươi nói coi là. Ngươi bán cho chúng ta, lấy tiền rời đi, tiêu giao khoái hoạt, chúng ta đạt được dãy núi, thỏa thích khai thác. Cùng thắng. Lời nói này, quả thực nói đến Ngụy Văn Tường tâm khảm bên trong. Hắn quá khát vọng. Khát vọng cầm tuyệt bút đáng kể tiền mặt. Ly khai cái này thâm sơn cùng cốc, đi kinh thành đại đô thị sinh hoạt. Tiền, hắn đòi tiền. Không được, Ngụy Văn Tường lắc đầu liên tục, đó là ta ba, ta không thể làm như vậy. Hơn nữa, sát nhân là phạm pháp, ta đã giết người, chắc là phải bị bắt lại xử tử hình, làm sao có thể kế thừa chức gia chủ. Biện pháp này quá ngu rồi. Phương Trung Cảnh nở nụ cười. Hắn tiến đến Ngụy Văn Tường bên tai nhỏ giọng nói rằng, nếu như người không phải ngươi giết, vậy không là được rồi sao? Có ý tứ. Ngụy Văn Tường phi thường nghi hoặc nhìn Phương Trung Cảnh. Phương Trung Cảnh vỗ vỗ Ngụy Văn Tường bả vai, chính mình hảo hảo cân nhắc a, chúng ta còn có việc, đi trước một bước. Sau đó, Phương Trung Cảnh mang theo thương nhân liên minh những người khác ly khai quán ba ghế lô, lưu lại Ngụy Văn Tường một người ngồi ở bên trong phòng, suy tính trước Phương Trung Cảnh những lời này. Đến cùng có ý tứ. Ngụy Văn Tường một ly tiếp lấy một ly uống, trong lòng sầu khổ không ngớt. Thiên, tảng sáng. Ngụy Văn Tường trong tay mang theo một cái rượu đỏ bình về đến nhà, hắn giờ phút này uống say mềm, bước đi lay động nhoáng lên. Ngụy Lương Huân sớm rời khỏi giường. Ngày hôm nay nàng là bị đói tỉnh, bởi vì đêm qua nàng nhìn thấy Giang Sách lưu lại ăn cơm chiều, liền tức giận thẳng thắn chưa ăn cơm, kết quả sáng sớm liền bụng đói thầm thì gọi. Nàng làm cho hạ nhân chuẩn bị một ít bữa sáng, đang ở phòng khách ăn, liền thấy Ngụy Văn Tường lảo đảo đi đến, khắp người rượu mùi thúi. Qua, ca, người đây là tình huống gì a? Một thân mùi rượu. Đêm qua lại cùng Hồ Bằng Cẩu hữu đi ra ngoài quỷ hôn a. Nhanh, nhanh đi tắm rửa, nếu như bị cha thấy được, cần phải đem ngươi cắt đứt chân. Ngụy Văn Tường đặt mông ngồi xuống, nói rằng, không có biện pháp, ứng phó một ít khách lâu đời. Uống nhiều mấy chén. A hát được rồi, chai rượu này. Hắn đem bình kia rượu đỏ để lên bàn. Đây là giá trị 120.000 rượu đỏ, ta đặc biệt dẫn trở về đưa cho ngươi. Cho ta, Ngụy Lương Huân cười cười, ta lại không uống rượu, ngươi mang cho ta rượu trở về làm gì? Ngụy Văn Tường nói rằng, ngươi không uống rượu, thế nhưng cha uống a. Ngày hôm qua bởi vì chọn rể sự tình, ngươi cùng cha lại cáu kỉnh đi. Cộng thêm trước người bỏ nhà ra đi, ở kinh thành hồ đồ, cha còn không có tha thứ ngươi. Ngươi a, cũng trưởng thành rồi, không thể cả ngày cùng cha sức sống a.
Ngụy Lương Huân chu mỏ một cái. Kỳ thực nàng cũng không muốn cả ngày cùng cha chí khí, chỉ là cha mỗi ngày cho nàng tìm lão công, mau đem nàng làm phiền chết, cho nên mới chạy ra ngoài tránh một chút. Ta cũng không muốn nha. Ngụy Lương Huân cũng có vẻ rất bất đắc dĩ. Ngụy Văn Tường cười cười, chỉ vào bình kia rượu đỏ nói rằng, chai này rượu đỏ, là ta đặc biệt dẫn trở về đưa cho ngươi. Như thế này cha tỉnh, ngươi cho cha chuẩn bị bữa sáng, sau đó đem chai này rượu đỏ lấy ra chiêu đãi cha. Có thể ngàn vạn lần chớ nói là ta mang về a, đã nói là ngươi mình mua. Ta tự mua. Không sai, chính ngươi mua. Ngụy Văn Tường nói bổ sung, cứ như vậy, cha mới có thể bị cử chỉ của ngươi cảm động, ngươi cùng cha giữa mâu thuẫn mới có thể hóa giải đi tới nha. Mọi người đều là người một nhà, hòa hòa khí khí, không nên náo loạn nữa. Ngụy Lương Huân gật đầu, a hát, ta biết rồi. Vậy được, ta lên trước lầu đi tắm rửa nghỉ ngơi rồi, chuyện kế tiếp chính ngươi làm, đừng làm đập nha. Biết rồi, ta cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi. Ngụy Văn Tường đứng dậy, hoảng hoảng du du lên lầu, lại đi đến cửa thang lầu thời điểm, hắn vô tình hay cố ý quay đầu nhìn thoáng qua Ngụy Lương Huân, khóe miệng lộ ra một nét khó có thể phát hiện nụ cười. Qua chừng 40 phút, người cả nhà đều rời giường. Ngụy Trung Nghĩa đi xuống lầu, liếc mắt liền thấy con gái của mình Ngụy Lương Huân bày xong chén đũa, chuẩn bị xong bữa sáng. Ngụy Lương Huân có chút thẹn thùng nói, ba, ta chuẩn bị cho ngươi một ít thức ăn, ngươi qua đây ăn đi. Ngạch! Ngụy Trung Nghĩa cũng thật bất ngờ, mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Chính hắn một cả ngày hồ tác phi vi nữ nhi, cư nhiên cũng sẽ chuẩn bị cho chính mình bữa ăn sáng. Trong lòng hắn thật cao hứng. Ngụy Trung Nghĩa ngồi xuống, cầm đũa lên ăn sớm một chút, ân, mùi vị không tệ. Ngụy Lương Huân nói rằng, ba, một đoạn thời gian trước rồi, đúng là ta không tốt, chớ nên cả ngày với người đối nghịch, ngày hôm nay bữa tiệc này, coi như là ta bồi tội, được chưa? Ngụy Trung Nghĩa vui vẻ ra mặt, hanh, một bữa cơm đã nghĩ bù đắp lệch lạc a. Ngụy Lương Huân chu mỏ một cái, ngươi còn nói, ta cảm thấy được cũng không hoàn toàn là lỗi của ta. Ai cho ngươi cả ngày tìm cho ta lão công, thật giống như ta không ai thèm lấy giống nhau. Ai, Ngụy Trung Nghĩa thở dài, ngươi biết ba ba làm như vậy là vì cái gì? Biết a, không phải là vì bảo bối của ngươi vướng mắc ngọa long dãy núi sao? Liền đem ta làm thương phẩm giống nhau cầm đi tặng người. Ngụy Trung Nghĩa bất đắc dĩ nói rằng, cha cũng không còn biện pháp, bất quá, ta biết trưng cầu ngươi ý kiến a, ngươi không thích không đồng ý. Ta cũng không còn gắng phải ngươi gả qua a. Nói đi nói lại, cái này Giang Sách Giang tiên sinh thật là khá, ngươi không phải suy nghĩ. Hắn, Ngụy Lương Huân lạnh rên một tiếng, coi như toàn thiên hạ nam nhân đều chết sạch, ta đều sẽ không liếc hắn một cái. Đang nói, Giang Sách đi xuống thang lầu. Ngụy Lương Huân nhìn hắn một cái, yêu, lỗ tai cố gắng tiêm a, vừa nghe có người chửi, ngươi liền chạy ra ngoài lạp. Giang Sách lắc đầu cười khổ, cô nữ sinh này thật đúng là tính cách quái đản. Ngụy Trung Nghĩa nói rằng, Giang tiên sinh, cùng đi ăn điểm tâm. Không được, Ngụy Lương Huân lập tức ngăn cản, ta khổ cực chuẩn bị bữa sáng, mới không cần cho người như thế ăn. Chẳng những không để cho hắn ăn, còn muốn thèm chết hắn. Nói, Ngụy Lương Huân từ dưới đáy bàn lấy ra một chai rượu đỏ, cố ý hướng về phía Giang Sách hoảng liễu hoảng. Giá trị 12-10 ngàn một chai rượu đỏ. Ba, ta cố ý mua cho ngươi, nếm thử. Ngụy Trung Nghĩa thích nhất uống rượu, vừa nhìn thấy rượu chát này cứ vui vẻ nở hoa, ai yêu, ta con gái tốt, ngươi rốt cục hiểu được đau người. Rượu ngon như vậy, làm cho Giang tiên sinh cùng uống a. Ngụy Lương Huân lạnh rên một tiếng, mới không cần, rượu này chỉ cho cha một mình ngươi uống, thèm chết hắn. Vừa nói, nàng một bên mở ra rượu đỏ. Cho Ngụy Trung Nghĩa rót đầy một ly. Ngụy Trung Nghĩa bưng lên chén rượu trên bàn, còn hướng về phía Giang Sách hoảng liễu hoảng, đắc ý nói, Giang tiên sinh ngượng ngùng, chén rượu này cũng chỉ có ta một người có thể uống lạc tương đương. Bên cạnh Ngụy Lương Huân hướng về phía Giang Sách làm một mặt quỷ. Giang Sách cười cười, ngồi ở một bên, chờ đợi người chuẩn bị sớm một chút. Ngụy Trung Nghĩa rất cao hứng uống rượu, một hớp lớn đổ xuống, cô lỗ nuốt xuống. Liếm môi một cái. Ân, đúng là hảo tửu, mùi vị không tệ. Lương Huân a, người rượu này mua thật tốt. Cha Nguyên.
Hắn vừa mới chuẩn bị lui về phía sau lúc nói, bỗng nhiên trong lúc đó cảm giác ngực đau đớn, tự tay ôm ngực vị trí, thần sắc đặc biệt khổ sở. Ba, ngươi làm sao vậy? Ngụy Lương Huân cảm giác được không thích hợp, mở miệng hỏi một cái câu. Lúc đầu cho rằng chỉ là cái bụng khó chịu vẫn là cái gì, thế nhưng thật không ngờ tình huống càng ngày càng không xong, na Ngụy Trung Nghĩa đã đau đớn đến nói không ra lời, mồ hôi lạnh trên trán vẫn đi xuống. Càng sâu tới, trên mặt, trên người nhan sắc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Gương mặt đó, ở ngắn ngủi vài giây bên trong biến thành màu đỏ tím, giống như là bị thoa lên một tầng nhiên liệu thông thường, nhìn qua quỷ dị dị thường. Ba! Ba! Ngươi làm sao vậy? Ngươi không nên làm ta sợ a. Ngụy Lương Huân trên mặt của triệt để mất đi nụ cười, vốn là muốn làm cho cha hài lòng một cái, kết quả hiện tại làm sao làm thành cái dạng này. Tiếng la của nàng kinh động cách đó không xa Giang Sách. Giang Sách xoay người nhìn thoáng qua, liền liếc mắt, liền ý thức được không ổn. Không tốt. Giang Sách một cái bước xa vào tới, tự tay khoác lên Ngụy Trung Nghĩa gân mạch trên. Ngụy Lương Huân gấp gáp hỏi, ba ta hắn làm sao vậy? Giang Sách cũng không nói chuyện, vội vàng từ trên người lấy ra một cây dự bị ngân châm, kết quả còn chưa kịp di chuyển châm, Ngụy Trung Nghĩa đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn. Đem chọn cái bàn đều cho phun thành màu đỏ thắm. Na xuất huyết số lượng, nhiều dọa người. Trong đó rất lớn một bộ phận huyết dịch, càng là trực tiếp phun ở Ngụy Lương Huân trên người, phun nàng cả người đều ngây dại. Giang Sách tay cầm ngân châm treo ở giữa không trung, thật lâu không hề động. Bởi vì hắn biết, người đã không cứu lại được rồi. Tuy là Giang Sách y thuật phi thường lợi hại, thế nhưng một người y thuật như thế nào đi nữa lợi hại, cũng tuyệt đối không có khả năng đem một cái đã chết người cấp cứu sống. Nếu có thể cứu sống, vậy thì không phải là y thuật, là tiên thuật rồi. Sửng sốt vài giây, Ngụy Lương Huân loạng choạng Giang Sách cánh tay nói rằng, người không phải y thuật rất cao minh sao? Nhanh cho ta ba trị liệu a, nhanh a. Giang Sách thở dài, đứng dậy nói rằng, người, đã không cứu. Không cứu? Làm sao có thể? Ngụy Lương Huân khóc nói rằng, không có khả năng, Giang Sách người nói bậy, ba ta thân thể kiện khang rất, chưa từng có bệnh nặng, làm sao có thể đột nhiên liền phún huyết mà chết. Nhất định là ngươi mấy chuyện xấu, có phải hay không? Nàng không ngừng lay động Ngụy Trung Nghĩa thi thể, nhưng vô luận nàng làm sao lay động, người vẫn chưa tỉnh lại. Ngụy Lương Huân khóc hy lý hoa lạp. Nàng ngày hôm nay thật vất vả quyết định cùng cha và tốt, kết quả là ra loại sự tình này, làm nữ nhi. Ngụy Lương Huân đau lòng đau nhức không ngớt. Làm sao vậy? Lầu 2, Ngụy Văn Tường đứng ở cửa thang lầu hướng phía dưới hỏi, sáng sớm, khóc sướt mướt làm cái gì? Ngụy Lương Huân đã không có tinh lực trở về đáp, ý vị khóc khấp. Hắc, tại sao không nói chuyện a? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Văn Tường một bên ăn mặc nghĩa phụ một bên đi xuống lầu dưới, ở đi tới phòng khách sau đó. Liếc mắt liền thấy được nằm trên ghế salon Ngụy Trung Nghĩa, thấy được đầy bàn tiên huyết, chứng kiến đang ở khóc ròng ròng Ngụy Lương Huân. Ba, Ngụy Văn Tường hách liễu nhất đại khiêu, vội vàng đi qua kiểm tra. Hắn sờ sờ Ngụy Trung Nghĩa mạch đập, lại nghe nghe tim đập, toàn bộ đều đã không có động tĩnh, có thể khẳng định đã chết. Tại sao có thể như vậy? Ba hắn tại sao phải chết? Ngụy Lương Huân ủy khuất khóc kể lể, không biết, ta không biết a. Lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng truyền tới. Là độc, độc. Hai huynh muội đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Sách đang quan sát bình kia rượu đỏ. Ngụy Lương Huân sắc mặt thay đổi, chất vấn, Giang Sách, người đem nói chuyện rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người nói độc gì đâu? Giang Sách chỉ rượu đỏ, nói rằng, Ngụy tiểu thư, người mua về chai rượu này, có chứa kịch độc, người sau khi uống xong không ra 5S. Chắc chắn phải chết. Trong ly rượu mặt ta cũng kiểm tra qua, đựng đại lượng độc dược. Những lời này tựa như lôi điện thông thường, đánh trúng Ngụy Lương Huân. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, ca ca mang cho của nàng rượu đỏ, cư nhiên trở thành sát hại phụ thân hung thủ. Nàng hoảng sợ nhìn Ngụy Văn Tường, vừa định muốn mở miệng hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, kết quả càng thêm để cho nàng ngoài ý liệu sự tình xảy ra. Chỉ thấy Ngụy Văn Tường không chút do dự giơ tay lên cho Ngụy Lương Huân một cái lỗ tai to quát tử, chỉ về phía nàng mắng, ngươi một cái độc phụ.
Ngụy Lương Huân, ta biết ngươi thống hận cha, ta biết ngươi cùng cha náo bất hòa. Nhưng dù nói thế nào, chúng ta cũng là người một nhà, hắn là ba ba của ngươi, ngươi tại sao có thể mua độc tử hại hắn? Ngươi chính là người sao? Ngươi, nhất định chính là súc sinh a. Ngụy Lương Huân bị chửi cái vòi phun máu chó, đồng thời cũng là vẻ mặt mộng bức. Có ý gì? Rượu chát này rõ ràng chính là Ngụy Văn Tường chính mình mang về, còn nói là vì làm cho Ngụy Lương Huân cùng phụ thân và tốt, chỉ có đặc biệt đưa cho Ngụy Lương Huân. Sao bây giờ Ngụy Văn Tường triệt để không thừa nhận, còn nói rượu là Ngụy Lương Huân? Cái này, cho dù là kẻ ngu si, hiện tại cũng nên minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngụy Lương Huân trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, đây là nhất chiêu mượn đao giết người, chính mình trở thành hình nhân thế mạng. Ngụy Văn Tường mượn mình đôi tay này, đem cha giết đi. Vấn đề là, Ngụy Lương Huân vừa mới vẫn luôn miệng nói rượu là mình mua, hơn nữa đại gia cũng đều chứng kiến rượu là nàng rót cho Ngụy Trung Nghĩa uống, mấu chốt hơn là, nàng chỉ làm cho Ngụy Trung Nghĩa một người uống. Từ ở trên các loại hành vi đến xem, Ngụy Lương Huân chính là hung thủ giết người, không thể nghi ngờ. Hết đường chối cãi a. Hiện tại coi như Ngụy Lương Huân chính mồm nói Ngụy Văn Tường mới là hung thủ giết người, sợ là cũng sẽ không có người tin tưởng. Ngụy Văn Tường cũng là quả đoán. Hắn trực tiếp đứng lên bấm 110, đem cảnh sát gọi tới. Sau đó, hắn đối với Ngụy Lương Huân nói rằng, ngươi cái này độc phụ, chúng ta Ngụy gia kiên quyết không thể lưu ngươi. Ngươi, đi bót cảnh sát ngây ngô a, đợi luật pháp thẩm lý và phán quyết a. Ngụy Lương Huân chờ đấy Ngụy Văn Tường, hàm răng nghiêm khắc cắn môi, tức giận toàn thân run. Cái này hình nhân thế mạng làm thật sự là oan uổng. Rất nhanh, cảnh sát chạy tới hiện trường, đem Ngụy Lương Huân cho còng lại, mang đi, đợi Ngụy Lương Huân, sẽ là luật pháp chế tài. Tội giết người, không nhẹ a. Ngụy Văn Tường ghé vào Ngụy Trung Nghĩa trên thi thể khóc giống, tại chỗ có người cũng không có lưu ý đến khoảng cách, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, lộ ra vui vẻ biểu tình. Một lần này kế hoạch, có thể nói hoàn mỹ. Cái này, xem còn có ai có thể với hắn đối nghịch. Ngọa Long dãy núi, dễ như trở bàn tay. Giang Sách cùng Cừu Trắng liếc nhìn nhau, không nói câu nào, đều hiểu lẫn nhau trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngụy Trung Nghĩa chết quá kỳ hoặc. Hơn nữa từ vừa mới Ngụy Lương Huân phản ứng đến xem, thực sự không hề giống là hung thủ. Chàng giết người này án kiện, tin tưởng nhất định có ẩn tình. Lúc này, Ngụy Văn Tường đứng lên nói rằng, hai người các ngươi xem náo nhiệt cũng nhìn đủ rồi chưa? Cút đi, chúng ta Ngụy gia không chào đón các ngươi, cút. Ngụy Trung Nghĩa vừa chết, Ngụy Văn Tường tự muốn đem Giang Sách cái này cái đinh trong mắt đánh đuổi, thực sự là đủ không kịp chờ đợi. Giang Sách cũng không lời nói nhảm, mang theo Cừu Trắng ly khai Liễu Ngụy gia. Trong đại sảnh, cũng chỉ còn lại có Ngụy Văn Tường nhất cá nhân. Hắn cũng không cần đóng kịch, lau khóe mắt nước mắt, lộ ra tà ác gian trá nụ cười, nhìn chằm chằm nằm trên đất tử thi nhìn một chút, tự tay từ túi quần móc ra một điếu thuốc châm lửa. Ngụy Văn Tường dùng chân đá đá chết thi, ngồi xổm xuống nói rằng, uy, cha, ngươi không phải vẫn luôn xem ta khó chịu sao? Không phải vẫn luôn không chịu truyền ngôi cho ta, muốn tìm một con rể đương gia chủ sao? Hiện tại ngươi làm sao không phải nhảy nhót rồi? Có bản lĩnh, nhĩ cho ta một cái tát, đem ta đánh ra Ngụy gia a. Ha 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 ha. Ngụy Văn Tường hút mạnh một ngụm yên, vô cùng sảng khoái, tiếp tục nói, ngươi nói ngươi sớm một chút quản gia chủ vị trí truyền cho ta, chúng ta người một nhà cầm tiền thật vui vẻ đi kinh thành qua tiêu giao thời gian thật tốt. Cần phải ở nơi này thâm sơn cùng cốc ngây ngô, coi chừng một khối phá núi, có ý tứ sao? Người bây giờ chết, tiểu muội thành hung thủ giết người bị dẫn độ, đợi của nàng nhất định là bắn chết. Người muốn con rể, xin lỗi, không có. Hiện tại, toàn bộ Ngụy gia cũng chỉ còn lại có ta một người, gia chủ này vị trí cũng chỉ có thể là ta. Cha, người an tâm đi a, ta sẽ dẫn lấy người cùng em gái na một phần, hảo hảo sống tiếp. Ha 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 ha. Nhân lương tâm nếu như không có, thực sự nên cái gì sự tình cũng làm ra được. Trên đường phố, Giang Sách cùng Cừu Trắng vừa đi vừa nói. Thông suốt, cái này Ngụy Trung Nghĩa chết quá kỳ quái a. Ngụy Lương Huân như thế nào đi nữa hư, cũng không trở thành dùng rượu độc tới độc chết cha của mình a. Quá kỳ quái. Giang Sách nói rằng,
hung thủ tuyệt đối không phải Ngụy Lương Huân. Ngươi cũng như vậy cảm thấy sao? Ân, Giang Sách khẳng định nói rằng, Ngụy Lương Huân bị mang đi thời điểm phản ứng quá kỳ quái, hơn nữa, nàng sát hại Ngụy Trung Nghĩa lý do cũng quá gượng ép rồi, thấy thế nào đều không phải là hung thủ. Cừu Trắng hỏi, vậy ngươi cảm thấy ai là hung thủ? Này gian thương sao? Giang Sách nói rằng, không giống, ta là nhìn tận mắt Ngụy Lương Huân đem độc tử rót cho Ngụy Trung Nghĩa uống, gian thương làm sao có thể mượn Ngụy Lương Huân tay làm được điểm này. Hơn nữa, Ngụy Trung Nghĩa chết, Ngụy Lương Huân bị bắt, người được lợi lớn nhất ngươi cảm thấy sẽ là ai? Cừu Trắng không chút nghĩ ngợi nói rằng, Ngụy Văn Tường. Có thế chứ, nếu ta đoán không lầm, Ngụy Văn Tường nhất định dùng có chút thủ đoạn đặc thù, lừa dối Liễu Ngụy Lương Huân, lừa gạt nàng hại chết Liễu Ngụy Trung Nghĩa. Vậy chúng ta bây giờ làm như thế nào? Đi ngục giam điều tra. Cảnh sát sẽ làm chúng ta đi. Bình thường sẽ không để cho người thường đi, thế nhưng, sẽ làm Tu La Chiến Thần đi. Vì điều tra rõ ràng chân tướng của chuyện, Giang Sách cũng không có ý định giấu giếm thân phận chân thật, lúc này đây, hắn cần Tu La Chiến Thần thân phận, tự mình đến giải quyết chuyện này. Một giờ sau, Giang Sách đơn độc một người ở mờ tối gian phòng nhỏ, gặp được bị còng ở Ngụy Lương Huân. Hai người lẫn nhau nhìn, trầm mặc không nói. Hồi lâu sau, vẫn là Ngụy Lương Huân chủ động nói rằng, ngươi tới xem ta, lại không nói câu nào, có ý tứ. Giang Sách hồi đáp, bởi vì ta không biết từ đâu hỏi, cho nên ta đang chờ đợi ngươi chủ động đem tất cả mọi chuyện cũng giao thay mặt cho ta. Ngụy Lương Huân lạnh rên một tiếng, ta với ngươi có cái gì tốt giao phó? Ngươi cút đi. Giang Sách gật đầu, lạnh như băng nói rằng, ok, ta lăn lộn. Chỉ bất quá ta lăn lộn Liễu Chi sau, ngươi sắp sửa gặp phải là sát nhân lên án, một ngày ngươi tội giết người danh thành lập, đợi ngươi đúng là tử hình. Ba ngươi chết. Người cũng đã chết, Ngọa Long dãy núi cũng chỉ có Ngụy Văn Tường nhất cá nhân kế thừa, đến lúc đó hắn đem dãy núi bán cho thương nhân, một người đi kinh thành tiêu giao khoái hoạt. Những lời này, những câu đều giống như sắc bén đao nhọn giống nhau, đao đao chọc vào Ngụy Lương Huân trong tâm khảm. Quả đấm của nàng nắm thật chặt. Giang Sách đứng lên, không đợi hắn xoay người ly khai, Ngụy Lương Huân liền lập tức kêu hắn lại. Ngươi chờ một chút, ta nói. Giang Sách khẽ cười một tiếng, một lần nữa ngồi xuống, ta chỉ có 15 min thời gian, ngươi nắm chắc điểm, nhặt trọng yếu nói. Ngụy Lương Huân gật đầu, bắt đầu một chút xíu đem sự tình nói cho Giang Sách. Sáng sớm hôm nay Ngụy Văn Tường là thế nào uống say trở về, lại là làm sao cho nàng rượu, làm sao lừa nàng để cho nàng cho cha uống rượu, nhất ngũ nhất thập phi thường cặn kẽ đều nói cho Giang Sách. Liền cùng Giang Sách dữ liệu giống nhau. Quả nhiên Ngụy Lương Huân nữ nhân ngu xuẩn này, dễ như trở bàn tay trên Liễu Ngụy Văn Tường thỏa đáng. Bất quá cũng không thể toàn bộ trách nàng. Dù sao, nàng làm sao có thể nghĩ đến, mình thân ca ca cư nhiên biết mượn tay của mình, đi giết hại phụ thân của bọn họ. Sát hại phụ thân, giá họa muội muội, loại vết thương này thiên hại để ý sự tình, thật là không phải người bình thường có thể làm được. Ok, ta toàn bộ đều rõ ràng. Giang Sách thu hồi máy vi tính sách tay, đứng lên nói rằng, hiện tại giai đoạn, người cần đợi ở trong tù, đợi tin tức. Ngụy Lương Huân cắn môi hỏi, Giang Sách, ta còn có thể thoát tội sao? Kỳ thực, rất khó. Dù sao tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Ngụy Lương Huân, Ngụy Văn Tường chỉ cần chết không thừa nhận na rượu đỏ là hắn mang cho Ngụy Lương Huân, sẽ rất khó định Ngụy Văn Tường tội. Bất quá, Giang Sách vẫn là nói, thực sự không giả rồi. Giả thật không được. Án tử là ai làm, nhất định sẽ tra ra manh mối, hung thủ vĩnh viễn không có khả năng nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, ta nghĩ ngươi cam đoan, tuyệt đối sẽ trả lại ngươi tự do, trả lại ngươi phụ thân một cái công đạo. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chưa bao giờ cái nào một khắc, Ngụy Lương Huân có như bây giờ vậy thích Giang Sách. Hiện tại nàng duy nhất có thể kỳ vọng chính là Giang Sách rồi, nếu như ngay cả Giang Sách đều buông tha. Như vậy nàng cái này tội danh liền bối định rồi. Giang Sách, ta trước đây chớ nên chửi. Ngươi nhất định phải cứu ta đi ra ngoài a. Ngụy Lương Huân yên lặng nói rằng. Ra ngục giam, Giang Sách ngồi lên từ Cừu Trắng chuẩn bị xong một chiếc xe con. Thông suốt, kết quả như thế nào? Cừu Trắng hỏi. Giang Sách thở dài, nói rằng, theo ta dự tính giống nhau, Ngụy Lương Huân trên Liễu Ngụy Văn Tường thỏa đáng, bị người làm thương xử rồi.
Hiện tại tất cả chứng cứ đều cho thấy Ngụy Lương Huân là hung thủ giết người, còn chân chính người khởi xướng lại nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Có biện pháp giải quyết sao? Giang Sách tựa ở xe trên nệm, không nói gì, vụ án này muốn phiên bản, độ khó thật đúng là không phải bình thường lớn. Ngụy Lương Huân lời nói, cảnh sát sẽ không dễ dàng tin tưởng, Ngụy Văn Tường chính mình lại không thể chủ động thừa nhận, vậy còn có thể làm sao? Bỗng nhiên, Giang Sách nghĩ tới một cái điểm mấu chốt. Hắn nói rằng, Ngụy Lương Huân nói, Ngụy Văn Tường là uống say mềm trở về, một mình hắn biết uống say mềm. Dưới tình huống bình thường, đều là một đám người uống rượu với nhau thời điểm, mới có thể uống say mềm. Hơn nữa, Ngụy Văn Tường là ở uống say sau đó đem độc tử mang về. Như vậy, tối hôm qua cùng Ngụy Văn Tường người uống rượu là ai? Độc này rượu, cùng những người đó có quan hệ hay không? Nếu có quan hệ, vậy những thứ này người chẳng phải sẽ biết Ngụy Văn Tường là hung thủ giết người. Nghĩ thông suốt điểm này, Giang Sách lập tức nói rằng, Cửu Trắng, vận dụng tất cả lực lượng, điều tra đêm qua cùng Ngụy Văn Tường nhất bắt đầu uống rượu đều là gì người. Tốt, Cửu Trắng lập tức cho mình tổ chức tình báo tuyên bố nhiệm vụ, vận dụng tất cả nhân lực vật lực, không tiếc giá cao tiến hành điều tra. 10 min sau, kết quả đi ra. Cửu Trắng nói rằng, tối hôm qua cùng Ngụy Văn Tường uống rượu, này đây Phương Trung Cảnh cầm đầu thương nghiệp người trong liên minh. Thương nghiệp liên minh, cũng chính là muốn mua Ngụy gia Ngọa Long Sơn mạch những người đó. Ngụy Văn Tường tối hôm qua nhất định là theo chân bọn họ nói chuyện với nhau sau đó, mới quyết định sát hại Ngụy Trung Nghĩa, hơn nữa tin tưởng rất nhanh Ngụy Văn Tường liền lại muốn theo chân bọn họ gặp mặt, đem Ngọa Long dãy núi bán cho bọn họ. Giang Sách ngón tay nhẹ nhàng gõ, trong lòng không ngừng tính toán. Xác định Phương Trung Cảnh vị trí của bọn họ, sau đó nhìn chòng chọc chết. Minh bạch, Cửu Trắng rất nhanh thì khiến người ta đem Phương Trung Cảnh bọn họ cho nhìn chòng chọc chết, đại khái sau nửa giờ, truyền đến hồi phục Phương Trung Cảnh cùng Ngụy Văn Tường ở một nhà quán ba gặp mặt. Cửu Trắng nói rằng, Ngụy Trung Nghĩa thi cốt chưa hàn, Ngụy Văn Tường liền không kịp chờ đợi cùng Phương Trung Cảnh bọn họ gặp mặt, thực sự là muốn tiền muốn điên rồi. Không kỳ quái, hắn ngay cả mình cha đều sát hại, ngay cả mình muội muội đều giá họa, cũng sớm đã tang tâm bệnh cuồng. Na thống suất, muốn ta thông chi thủ hạ đi vào bắt người sao? Giang Sách lắc đầu, nói rằng, không phải, muôn ngàn lần không thể bắt, có thể hay không cứu ra Ngụy Lương Huân, bắt Ngụy Văn Tường, thì nhìn một lần này nói chuyện. À, Cửu Trắng không phải rất rõ ràng. Giang Sách giả vờ thần bí nói rằng, bây giờ còn không thể nói cho ngươi phá, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng, ngược lại ngươi cho ta nhìn chòng chọc tốt đám người này. Lúc này đây, Ngụy Văn Tường nhất chắc chắn cùng Phương Trung Cảnh bọn họ trao đổi thu mua Ngọa Long Sơn mạch sự tình, cũng là chúng ta thời cơ. Tuy là Cửu Trắng không biết Giang Sách vì sao nói như vậy, nhưng hắn đối với Giang Sách có lòng tin. Đơn giản là Giang Sách chưa từng có thất bại qua. Sắc trời hỗn loạn, cửa quán rượu bị mười mấy tráng hán cản lại, ai cũng không cho vào. Ở quầy rượu bên trong bao xương, Ngụy Văn Tường cùng thương nghiệp liên minh vài cái người phụ trách phân biệt ngồi. Phương Trung Cảnh vừa cười vừa nói, Ngụy lão đệ, ngươi có thể a, làm sạch sẽ quả đoán, một điểm phiền phức cũng không có lưu lại. Hiện tại cha ngươi chết, tiểu muội bắt, gia chủ vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chờ ngươi chính thức trở thành gia chủ, chúng ta buôn bán liền đạt thành. Ngụy Văn Tường hai chân chéo nguẩy, đốt thuốc. Hắn thần khí nói rằng, ta trở thành gia chủ là chuyện ván đã đóng thuyền, có thể nói, Ngọa Long dãy núi đã chính là ta rồi. Phương đại ca, chúng ta trò chuyện điểm chuyện đứng đắn a, người phải ra khỏi bao nhiêu tiền thu mua chúng ta Ngụy gia Ngọa Long dãy núi. Phương Trung Cảnh cười đáp, ta không phải đều nói tốt lắm sao? 100 ức. Ngụy Văn Tường cười nhạt 3 tiếng, bắn rớt khói bụi. Lạnh như băng hồi đáp, 100 ức liền muốn thu mua chúng ta Ngụy gia tổ truyền đại kim mỏ. Không khỏi quá ít a. Phải biết rằng, chúng ta Ngụy gia hàng năm chỉ là đơn giản khai thác, là có thể kiếm 10 vài tỷ. Các ngươi mua về điên cuồng khai thác nói, một năm là có thể lấy vốn lại, cái này không đem các ngươi kiếm chết. Phương Trung Cảnh sắc mặt đổi đổi, hỏi, na Ngụy lão đệ, ngươi muốn bao nhiêu a? Ngụy Văn Tường vươn một tay. Giá tổng cộng, 500 ức. Phương Trung Cảnh đang nghe đối phương báo giá sau đó, suýt chút nữa không có một ngụm thủy phun ra ngoài,
ngay tại chỗ ho khan vài tiếng. "Uy uy uy, ta Ngụy lão đệ, ngươi chào giá điên rồi a. 500 ức, ngươi tại sao không đi đoạt đâu? Thật bắt chúng ta những thương nhân này làm dê béo, tùy tiện làm thịt ăn a." Ngụy Văn Tường nhưng căn bản không thèm để ý, một mực chắc chắn rồi, một phân tiền cũng không nhường đường. Hắn cười ha hả nói, "Phương đại ca, Ngọa Long Sơn mạch giá chỉ có bao nhiêu, người so với ta rõ ràng hơn. Chờ các ngươi chiếm được hoàn toàn mở rộng, đừng nói 500 ức, coi như là 1000 ức các ngươi cũng có thể kiếm lại. Đừng như vậy khu, chút tiền ấy các ngươi đại gia đều than một cái, một nhà cũng muốn không được bao nhiêu tiền." Phương Trung Cảnh sắc mặt tương đương xấu xí. Hắn vốn cho là giết chết Ngụy Trung Nghĩa, chuyện còn lại chính là thuận lý thành chương, chỉ là không có nghĩ tới cái này Ngụy Văn Tường, cư nhiên sẽ như thế tham tiền. Hắn lạnh như băng hỏi, "Ngụy Văn Tường, người cắn chết cái giá này rồi." Ngụy Văn Tường cười cười, 500 ức, một cái tử nhi cũng không thể thiếu. "Ta còn nhắc nhở các ngươi, Ngọa Long dãy núi nhưng là một khối phong thủy bảo địa, từ xưa đến nay cũng không có đại quy mô khai thác qua, ở trong đó tốt đồ đạc có thể nhiều. Các ngươi có muốn hay không, có khi là người muốn cướp. Cho các ngươi một buổi tối thời gian, sáng sớm ngày mai 8 giờ trước cho ta trả lời thuyết phục. Nếu như ta không chiếm được mong muốn trả lời thuyết phục, như vậy xin lỗi, cái này Ngọa Long dãy núi chính là người khác rồi." Nói xong, Ngụy Văn Tường nghênh ngang từ quán ba ghế lô ly khai. Hắn không riêng phải kiếm tiền, còn ác hơn ngoan kiếm một món tiền lớn, có 500 ức, về sau còn chưa phải là muốn làm gì thì làm nha. Nhìn Ngụy Văn Tường rời đi bóng lưng, Phương Trung Cảnh tức giận nghiêm khắc đem trong tay bình rượu đập xuống đất. "Trời ạ, đại gia ngươi, giết cha hãm hại muội rác rưởi, thật đờ cây em không biết xấu hổ." Bên cạnh có người nói, "Hàng này đã triệt để mất đi nhân tính, Phương lão đại, ta từ tục tiểu nói ở phía trước, cái này 500 triệu báo giá ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng." Những người khác cũng đều nhao nhao phụ họa. Thì ra bọn họ cũng chỉ định cho 100 ức, phải thêm giá cả, na nhiều lắm cũng liền 120 ức, 140 ức cái dạng này. Chết no bất quá 200 ức. Ngụy Văn Tường khen ngược, "Công phu sư tử ngoạm, đi lên sẽ 500 ức, quả thực điên rồi, người nào kẻ ngu si sẽ cho tính ra nhiều như vậy tiền." Một người nói rằng, "Chúng ta đừng để ý đến hắn, làm cho hắn bán cho người khác." "Ta cũng không tin, người nào ngu xuẩn biết lấy 500 triệu giá cả mua Ngọa Long dãy núi." Phương Trung Cảnh suy nghĩ một chút, nói rằng, "Cái này thật đúng là đúng vậy. 500 triệu giá cả tuy là cao đến quá đáng, nhưng Ngọa Long Sơn mạch giá trị tuyệt đối là có, vạn nhất có người chính là chỗ này sao ngu xuẩn, tình nguyện kiếm ít một số tiền lớn, cũng phải đem Ngọa Long dãy núi bắt, chúng ta đây cho đến bây giờ hết thảy nỗ lực khả năng liền toàn bộ đều uổng phí." Tên còn lại nói rằng, "Dựa vào, hắn dám. Nếu như hắn không đem Ngọa Long dãy núi bán cho chúng ta, vậy chúng ta phải đi đem hắn giết chết cha, hãm hại em gái sự tình lộ ra ngoài." Phương Trung Cảnh ngồi xuống, thở dài nói rằng, "Thật muốn làm như vậy, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Ngụy Văn Tường bị bắt, chúng ta cũng không chiếm được Ngọa Long dãy núi, nỗ lực của chúng ta vẫn là không có hồi báo. Ta biết tất cả mọi người rất tức giận, nhưng bây giờ muôn ngàn lần không thể bị trong chốc lát khí phách choáng váng đầu óc. Mọi người mục đích là kiếm tiền, là đạt được Ngọa Long dãy núi tiến hành mở rộng, không phải để chỉnh chết Ngụy Văn Tường. Trước mặt chi tế, vẫn là lấy trao đổi là thứ nhất tuyển trạch, hết khả năng đem giá cả đè thấp xuống tới, tranh thủ ở 200 ức bên trong bắt Ngọa Long dãy núi." Tất cả mọi người không nói. Mọi người đều biết Phương Trung Cảnh lời nói đúng, là tương đối tỉnh táo, vấn đề là những lời này cũng không dùng được a. Liền vừa mới Ngụy Văn Tường na tính xấu, biết nghe ai. Hắn như thế nào khả năng hạ giá? Đang lúc mọi người hết đường xoay sở thời điểm, cửa bao xương mở ra, một người đàn ông đi đến. Phương Trung Cảnh đám người ngẩng đầu nhìn lên, là một người xa lạ, cũng không nhận ra. Hắn một cái liền nổi giận. Chuyện gì xảy ra, tại sao phải thả bừa bộn người tiến đến? Nam tử kia rời cái băng ngồi xuống, nói rằng, không cần hô, người đã của các ngươi đã bị khống chế được, là ta chính mình xông vào, không cần trách tội thủ hạ. Phương Trung Cảnh hé mắt, hỏi, ngươi là ai a? Vào để làm gì? Nam tử nói rằng, tự giới thiệu mình một chút,
ta gọi Giang Sách, vốn là cấp cho Ngụy Trung Nghĩa làm con rể. Đáng tiếc, bị người trước giờ một bước làm hỏng rồi. Giang Sách, con rể. Phương Trung Cảnh đám người nhìn nhau, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Hỏi hắn, Giang tiên sinh, làm sao, ngươi là muốn đem Ngụy Trung Nghĩa chết tính tới trên đầu của chúng ta sao? Chúng ta những thương nhân này mặc dù không là cái gì người tốt, nhưng loại này chuyện giết người phóng hỏa, chúng ta cũng là không biết làm. Giang Sách hồi đáp, ta biết các ngươi không biết làm, ta cũng biết không phải là các ngươi làm, đồng dạng ta cũng biết các ngươi nhất định giải khai hung thủ là người nào. Phương Trung Cảnh, ta hôm nay tới, chính là hy vọng ngươi có thể theo ta hợp tác, bắt được hung thủ. Phương Trung Cảnh nghe được sửng sốt một chút. Giang tiên sinh, ngươi để cho ta giúp ngươi bắt được hung thủ. Ha ha, vậy đối với ta có chỗ tốt gì? Hiện tại Ngọa Long Sơn mạch quyền sở hữu đang ở Ngụy Văn Tường trên tay, mà Phương Trung Cảnh bọn họ phi thường muốn có được Ngọa Long dãy núi, cho nên bọn họ đảm bảo Ngụy Văn Tường cũng không kịp, như thế nào khả năng bán đứng hắn. Giang Sách loại yêu cầu này, dưới cái nhìn của bọn họ nhất định chính là không thể nói lý. Nhưng mà, thế sự không có tuyệt đối. Ở Giang Sách nói ra chuyện kế tiếp sau đó, Phương Trung Cảnh thần sắc của bọn họ toàn bộ đều thay đổi, sự tình có ở đây không biết chưa phát giác ra gian, có thay đổi to lớn. Sáng sớm hôm sau, hơn 7 giờ sáng, Ngụy Văn Tường căn bản là ngủ không được, một người ngồi ở trên ghế salon, coi chừng bên cạnh điện thoại di động, nhất khắc không rời cùng đợi. Tuy là hắn đêm qua nói có điểm ngoan, nhưng nói thật ra, hắn vẫn muốn đem Ngọa Long dãy núi bán cho Phương Trung Cảnh bọn họ, nếu không, tìm người khác càng không đáng tin cậy. Nếu như Phương Trung Cảnh vẫn không gọi điện thoại qua đây, hắn thật là có chút gấp. Lập tức 8 giờ, còn không gọi điện thoại qua đây. Chẳng lẽ, ta muốn giá cả thực sự cao, cao ngươi sẽ trả giá cả a, hết thảy đều có đàm luận nha. Ngụy Văn Tường trong lòng tính toán, nếu như Phương Trung Cảnh thực sự tới trả giá cả, hắn vẫn có thể suy tính, chỉ cần có cái 300 nhiều ức, không sai biệt lắm là có thể bán. Yên lành buôn bán, đừng cho làm thổi. Đang ở đau khổ chờ đợi thời điểm, chuông điện thoại reo rồi, điện báo biểu hiện không là người khác, chính là Phương Trung Cảnh. Tới. Ngụy Văn Tường trong lòng nhạc khai liễu hoa, nhưng vẫn là muốn biểu hiện ra vô cùng lãnh đạm bộ dạng. Hắn kiên nhẫn các loại tiếng chuông reo hơn 10 giây chỉ có chuyển được. Uy, Phương đại ca a, gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì a? Ngụy Văn Tường, ngươi cũng đừng theo ta ba hoa, ta gọi điện thoại tới vì sao trong lòng ngươi không rõ ràng lắm. Ta hiện tại liền dẫn người đi nhà ngươi, ngươi đừng chạy loạn, chúng ta yên lành nói một chút Ngọa Long Sơn mạch tình huống. Được a, ta tại gia chuẩn bị xong rượu thức ăn ngon, chờ ngươi. Cúp điện thoại, Ngụy Văn Tường trên mặt nhạc khai liễu hoa, hoàn toàn không có dự liệu được một hồi bão tố sắp xảy ra. Đang chuẩn bị rồi mấy đĩa thức ăn sau đó, Phương Trung Cảnh bọn họ đúng giờ đến hiện trường, vừa tiến đến liền cười ha ha nói, Ngụy lão đệ, chúng ta tới rồi. Ngụy Văn Tường quay đầu nhìn lại, vui vẻ. Yêu, tới thật đúng là thời điểm, ta vừa mới chuẩn bị xong ít rượu ăn sáng các ngươi đã đến, nhất định là nghe thấy được mùi thơm của thức ăn đi. Đến tới, mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn đi. Ngụy Văn Tường có hảo ý, dự định chiêu đãi bọn họ cùng nhau ăn cơm, sau đó ở trên bàn cơm nhờ một chút việc này. Ai biết, Phương Trung Cảnh khoát tay chặn lại, nói rằng, không vội, còn có một chút bằng hữu không tới, chờ một chút. Còn có cái gì bằng hữu? Ngụy Văn Tường ngây ngẩn cả người, làm sao, còn có những người khác? Lời còn chưa dứt, liền nghe được từng tiếng còi xe cảnh sát truyền tới, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy từng chiếc một xe cảnh sát dừng ở Ngụy gia cửa chính. Ngụy Văn Tường càng thêm nghi ngờ. Xe cảnh sát tới làm gì? Ngụy Trung Nghĩa nguyên nhân cái chết đều đã xác định, Ngụy Lương Huân cũng đã bị bắt đi rồi, dựa theo đạo lý mà nói, cảnh sát không có đạo lý trở lại nha, hơn nữa còn là lớn như vậy giống trống. Na Phương Trung Cảnh lại nói, tới, chúng ta phải đợi khác bằng hữu, tới. Những cảnh sát này, chính là Phương Trung Cảnh nói này khác bằng hữu. Hắn trợn tròn mắt. Không phải, Phương Trung Cảnh các ngươi có ý tứ a? Phương Trung Cảnh nhún vai, khẽ cười nói, không có ý gì a, chính là làm một cái công dân tốt phải làm a. Người Ngụy Văn Tường sát hại phụ thân, giá họa muội muội,
làm ra loại vết thương này thiên hại để ý sự tình, còn muốn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Chúng ta những thứ này tốt thị dân, đương nhiên phải báo nguy bắt ngươi a. Oanh! Ngụy Văn Tường cảm giác mình trong đầu có rất nhiều thiểm điện xẹt qua, bị tạc kinh ngạc. Làm sao một cái ý tứ? Hắn chỉ vào Phương Trung Cảnh nói rằng, các ngươi ác như vậy. Bất quá Phương Trung Cảnh ngươi cũng đừng đã quên, hiện tại Ngọa Long dãy núi là thuộc về ta, ta muốn là tiến vào, các ngươi những gian thương này, một cái cũng đừng nghĩ đạt được. Loại này tổn nhân bất lợi kỳ sự tình, các ngươi cư nhiên cũng làm. Hắn là muốn như vậy, nhưng có người không phải nghĩ như vậy. Theo những cảnh sát kia đi tới còn có một cái nam tử Giang Sách. Chỉ thấy Giang Sách lãnh nhược băng xương đi tới Ngụy Văn Tường trước mặt, từ tốn nói, Ngụy Văn Tường, ngươi thật giống như lầm một việc, Ngọa Long dãy núi cũng không thuộc về ngươi. Ngụy Văn Tường cười ha ha. Không thuộc về ta, lẽ nào thuộc về ngươi sao? Cha ta chết, muội muội bị tóm lên tới, ta đây chính là gia chủ người thừa kế duy nhất. Ngọa Long dãy núi không thuộc về ta, ngươi ở đây nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Giang Sách cười nhạt hai tiếng, nói rằng, nghe hình như là có chuyện như vậy, nhưng bây giờ ngươi không phải còn không có kế thừa gia chủ chi vị sao? Căn cứ Phương Trung Cảnh bọn họ tố cáo cũng cung cấp manh mối, nếu như xác định ngươi chính là hung thủ giết người, vậy ngươi muội muội Ngụy Lương Huân chính là vô tội, nàng cũng sẽ bị thả ra. Đến lúc đó, kế thừa gia chủ chi vị thì không phải là ngươi, mà là Ngụy Lương Huân lão công, Ngụy Trung Nghĩa con rể. Ân, cái này, Ngụy Văn Tường quả thực tính sót rồi. Quả thực, hắn hiện tại cũng không có kế thừa gia chủ chi vị, mà hắn tội giết người danh một ngày thành lập, như vậy, đến lúc đó kế nhiệm người thì không phải là hắn, mà là Ngụy Lương Huân lão công. Ngụy Văn Tường nhìn Giang Sách, lại nhìn một chút Phương Trung Cảnh, lập tức hiểu qua đây. Các ngươi liên thủ lại hãm hại ta. Hắn chỉ vào Phương Trung Cảnh nói rằng, ngươi một cái vương bát đản, ngươi cho rằng đào hố hại ta có thể có chỗ tốt gì sao? Muội muội ta tính khí, tuyệt đối không có khả năng hợp tác với các ngươi. Ngụy Lương Huân không hợp tác, ta sẽ hợp tác. Giang Sách nói rằng, Lệnh Tôn đã từng bằng lòng đem Lương Huân gả cho ta, đợi nàng phóng xuất, ta sẽ thực hiện hứa hẹn, cưới nàng. Đến lúc đó, ta chính là các ngươi Ngụy gia con rể, cũng sẽ thay thế ngươi tới tiếp nhận chức vụ gia chủ vị trí. Bất quá ta với ngươi bất đồng, con người của ta không có gì dã tâm, không giống ngươi công phu sư tử ngoạm. Ta chỉ cần 100 ức, liền đáp ứng đem Ngọa Long dãy núi bán cho Phương Trung Cảnh bọn họ. Nghe thế mấy câu nói, Ngụy Văn Tường quả thực tức giận thổ huyết. Hắn tân tân khổ khổ mắc phải vụ án lớn như vậy, kết quả là, cũng chỉ là cho Giang Sách làm giá y. Phương Trung Cảnh đi về phía trước một bước, nói rằng, Ngụy Văn Tường, đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc, muốn trách thì trách chính ngươi quá tham. Nếu như ngươi tối hôm qua bằng lòng 100 ức bán cho chúng ta Ngọa Long dãy núi, chúng ta đây cũng sẽ không tuyển trẻ cùng Giang Sách hợp tác rồi, hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Bọn họ những thương nhân này, cho tới bây giờ sẽ không có cái gì tín dự, đạo đức đáng nói. Ở trong mắt bọn họ, hết thảy đều quy về hai chữ quyền lợi. Cùng Ngụy Văn Tường hợp tác cần tốn hao 500 ức, mà cùng Giang Sách hợp tác chỉ cần tốn hao 100 ức, đạt tới hiệu quả là một dạng. Vậy tại sao còn nhiều hơn trả giá 400 ức đâu? Bút chướng này, kẻ ngu si đều biết tính, càng không cần phải nói Phương Trung Cảnh bọn họ những người này. Ngụy Văn Tường tức giận thẳng dậm chân. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra sự tình dĩ nhiên sẽ biến thành cái dạng này, lúc đầu hết thảy đều tính toán kỹ rồi giết chết phụ thân, hãm hại muội muội, chính mình tiếp nhận chức vụ gia chủ, giá cao bán ra Ngọa Long dãy núi, cỡ nào hoàn mỹ a. Kết quả dĩ nhiên chạy đến cái Giang Sách. Hỗn đản, hỗn đản. Ngụy Văn Tường tức giận nhằm phía Giang Sách, muốn bóp chết hắn, nhưng hắn một cái bình thường người, như thế nào là Giang Sách đối thủ. Không chờ hắn tới gần bên người, Giang Sách một cái đá chéo, trực tiếp đá vào Ngụy Văn Tường trên mặt của. Trong nháy mắt, cả người liền bay ra ngoài, đem một bàn kia cơm nước đều cho đập lật. Mang đi. Cảnh sát lập tức đi lên đem Ngụy Văn Tường cho khảo ở. Mang đi, không để cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn, cái mặt này phụ thân đều ác tâm sát hại ác đồ, đợi hắn sẽ là luật pháp chế tài. Sự tình giải quyết. Phương Trung Cảnh hướng về phía Giang Sách chắp tay, nói rằng, Giang tiên sinh, ta đáp ứng chuyện của ngươi đã làm xong rồi,
kế tiếp ngươi nên hoàn thành cam kết của ngươi rồi. Giang Sách gật đầu, tốt, chúng ta bây giờ phải đi đem Ngụy Lương Huân cho tiếp ra. Nói xong, Giang Sách xoay người rời đi, ngồi cừu trắng xe chạy đi ngục giam đón người, mà Phương Trung Cảnh bọn họ cũng nhanh lên đi theo, bây giờ lúc này, tuyệt đối không thể đã mất tích Giang Sách. Trên đường, cừu trắng giơ ngón tay cái lên, nói rằng, thống suất, ngươi một chiêu này ngoan a. Trên đời không có bằng hữu vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Phương Trung Cảnh bọn họ cùng Ngụy Văn Tường cùng một ruột, nhưng thực sự đụng tới quyền lợi phương diện sự tình, lại cấu kết với nhau làm việc xấu cũng sẽ đấu tranh nội bộ, ha ha. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, bất quá, nếu như Ngụy Văn Tường không phải như vậy tham lam, đêm qua bằng lòng lấy 100 giá cả bán ra Ngọa Long Sơn Mạch nói, vậy chúng ta không phải không có cơ hội sao? Giang Sách lắc đầu, nói rằng, Ngụy Văn Tường 100 ức bán, ta đây hay dùng 50 ức bán. Ngược lại ta vĩnh viễn bán so với hắn tiện nghi nhiều hơn. Phương Trung Cảnh bọn họ là thương nhân, vĩnh viễn là trục lợi, chỉ cần ta cho giá cả tiện nghi, bọn họ liền nhất định sẽ khai ra Ngụy Văn Tường, kết quả này là đã định trước. Cừu trắng sinh lòng bội phục. Hắn lại hỏi, chúng ta bây giờ đi đón Ngụy Lương Huân ra tù, thống suất, ngươi thật muốn cùng với nàng kết hôn, sau đó kế nhiệm chủ nhà họ Ngụy vị trí, đem Ngọa Long dãy núi cho bán cho Phương Trung Cảnh bọn họ sao? Giang Sách nở nụ cười. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Cừu trắng đã hiểu, hiện tại Phương Trung Cảnh đám người này đã lợi dụng xong, không có bất kỳ giá trị, nên bỏ bỏ liền bỏ qua. Không bao lâu, Giang Sách bọn họ đi tới ngục giam. Đang làm hết một loạt thủ tục sau đó, Giang Sách cuối cùng đem Ngụy Lương Huân cho lãnh ra. Lại thấy ánh mặt trời Ngụy Lương Huân tâm trung cảm khái không thôi. Nàng là thực sự không nghĩ tới có thể ngắn ngủi như vậy trong thời gian đã bị phóng xuất, xem ra, Giang Sách người đàn ông này vẫn là đáng tin. Lúc này Ngụy Lương Huân đối với Giang Sách hận ý toàn bộ đều biến mất không thấy. Thậm chí, nàng còn đối với Giang Sách sinh lòng hảo cảm. Hoạn nạn thấy chân tình, làm Ngụy Lương Huân thân hãm nhà tù thời điểm, chỉ có Giang Sách còn đang là nàng bôn ba, trong thời gian ngắn nhất còn nàng thuần khiết, đem nàng từ bên trong ngục giam vớt ra. Nàng rất cảm kích. Nếu như bây giờ để cho nàng lựa chọn, nàng là nguyện ý ra cho Giang Sách, vấn đề là, không thể nào. Giang Sách mang theo Ngụy Lương Huân mới ra tới, Phương Trung Cảnh bọn họ một đoàn thương nhân liền vọt tới. Có người nói, Giang Sách, hiện tại người cũng tiếp ra rồi, người đáp ứng ta nhóm sự tình, cũng có thể làm a. Ngụy Lương Huân nghi hoặc nhìn Giang Sách, hỏi, người bằng lòng bọn họ chuyện gì? Giang Sách nói rằng, là như thế này. Ta đáp ứng bọn họ, muốn với ngươi kết hôn. À, theo ta kết hôn, Ngụy Lương Huân sắc mặt đỏ dưới, nàng bây giờ đã có thể tiếp thu Giang Sách rồi, vấn đề là. Nàng nhìn Giang Sách nói rằng, có thể ngươi không phải đều đã kết hôn rồi sao? Còn muốn làm sao cưới ta? Giang Sách dường như bừng tỉnh đại ngộ thông thường, vỗ đầu một cái, nói rằng, đúng vậy, ta thiếu chút nữa đã quên, ta là đã khi kết hôn nhân, ở quốc nội là cấm song hôn. Chết tiệt, tất cả đều đã quên. Lời này vừa nghe cũng biết là mượn cớ. Ai cũng không phải người ngu, nào có người sẽ tin tưởng Giang Sách thực sự quên mình đã khi kết hôn chuyện này. Phương Trung Cảnh cắn răng nói rằng, Giang Sách, ngươi có ý tứ. Giang Sách nhún vai, nói rằng, Phương tiên sinh, xin lỗi a, không phải ta không muốn hoàn thành hứa hẹn, thật sự là tình huống không cho phép a. Ta đã kết hôn rồi. Liền không thể cưới Ngụy Lương Sông, cũng sẽ không thể kế nhiệm Ngụy gia gia chủ chi vị, sorry. Sorry. Chuyện lớn như vậy, liền một câu sorry xong. Phương Trung Cảnh không phải người ngu, biết Giang Sách là ở qua sông đoạn cầu, cố ý chơi xấu. Hắn mắt lạnh nhìn Giang Sách, hỏi, Na Ngọa Long Sơn Mạch sự tình nói như thế nào? Giang Sách thở dài, ta đều không thể cưới Ngụy Lương Huân. Na Ngọa Long dãy núi liền cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì, vấn đề này ngươi không nên hỏi ta, mà hẳn là hỏi Ngụy Lương Huân lão công tương lai. Lúc này, Ngụy Lương Huân cũng kịp phản ứng, nàng ngạo kiều nói, lão công tương lai. Không tồn tại, ta Ngụy Lương Huân ghét nhất số nam nhân rồi, cả đời sẽ không lập gia đình. Ngụy Trung Nghĩa chết, Ngụy Văn Tường bắt, Ngụy Lương Huân lại một đời không lấy chồng. Có ý tứ, Ngụy gia không có gia chủ. Cái này Ngọa Long Sơn Mạch thuộc sở hữu quyền xử trí như thế nào?
không giải quyết được gì sao? Phương Trung Cảnh ý thức được bị Giang Sách gài bẫy. Hắn nghiêm khắc nhìn chằm chằm Giang Sách, cắn răng nói rằng, Giang Sách, ngươi thực sự đem chúng ta những thương nhân này làm kẻ ngu si đùa giỡn sao? Dám chơi chúng ta, ngươi không muốn sống đúng vậy. Giang Sách vi vi ngẩng đầu lên, miệt thị lấy hắn. Ngươi nghĩ thế nào, ngươi có thể thế nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 63.